Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 554. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đúng vậy, thiên đấu sát thần là cổ hoàng bệ hạ hộ đạo giả, ban đầu có hắn bảo vệ lời, cổ hoàng bệ hạ sẽ không như thế dễ dàng liền bị hồn thiên đế giết chết, nhưng cũng tiếc, ngay lúc đó thiên đấu sát thần đã tiêu trầm, cả ngày sầu não uất ức, mượn rượu tiêu sầu, hắn tự lo không xong, cũng không có cách nào lại thủ hộ cổ hoàng bệ hạ. Diệp thần ngạc nhiên nói, thiên đấu sát thần tinh thần sa sút. Đây là có chuyện gì? Tô Vũ nhẹ nhàng nói, là đấu chiến thần chết rồi, thiên đấu sát thần đoạn kiếm tế bái, một đêm đầu bạc. Đấu chiến thần là hắn địch nhân vốn có, nhưng cũng là bạn chí thân của hắn tri âm, hắn từng nói, trong thiên hạ có thể hiểu hắn kiếm ý người, chỉ có đấu chiến thần một người. Nhưng, đấu chiến thần đạp thiên lăng tiêu, mưu toan nghịch thiên, cuối cùng lại bị thiên kiếp lôi đình chém thành cho tàn. Này cho thiên đấu sát thần đã kích cực lớn, không chỉ là bởi vì đấu chiến thần chết rồi, còn có đấu chiến thần chết, đã chứng minh một sự kiện, liền là thiên không thể nghịch, tu luyện là có phần cuối liền là thua ngày rưỡi bước, sức người thỉnh thoảng lại nghèo, vĩnh viễn không có khả năng nghịch thiên. Người là thiên đạo sinh dưỡng, không có khả năng siêu việt thiên đạo, cuối cùng cũng có biến mất ngày đó, thua ngày rưỡi bước liền là tu luyện điểm cuối cùng, đằng sau liền không có đường, liền tề thiên đều làm không được. Chớ nói chi là nghịch thiên, thiên đấu sát thần liền là biết điểm này, cho nên nản lòng thoái chí, không nữa thủ hộ thánh triều. Diệp thần nói, không đúng, không đúng. Truyền thuyết thế gian này, có áp đảo trên thiên đạo tồn tại, thua ngày dưới bước không phải tu luyện điểm cuối cùng, đằng sau còn có đường. Hắn nghĩ tới thiên tổ, nghĩ đến phạm thiên các loại, những cái kia đều là siêu việt thiên đạo bất hủ cường giả, thiên đạo trong mắt bọn hắn, như là đồ chơi tồn tại. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đằng sau khả năng còn có đường, nhưng chúng ta thiên đạo sinh dưỡng người, không thể có thể tìm được đường, đường tại thiên đạo bên ngoài, nhưng chúng ta lại không thể nhảy ra ngoài, cho nên liền không tìm được đường, tương đương với không có đường. Đấu chiến thần chết, còn có đằng sau tìm không thấy đường, song trọng đả kích, liền để đến thiên đấu sát thần triệt để tinh thần sa sút, thánh triều mất đi hắn thủ hộ, cổ hoàng bệ hạ cuối cùng bị giết. Bất quá khi nhìn đến thánh triều sụp đổ về sau, thiên đấu sát thần chấn động, cũng thoáng thanh tỉnh một chút, hắn ban cho ta nhóm thiên trụ thế ra một kiện thần khí, gọi phong trần chi địch, nói là thiên tổ chế tạo. Diệp thần trái tim đột nhiên nhảy một cái, nói thiên tổ. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ta cũng không biết thiên tổ là ai, nhưng nghe nói là lăng giá tại thiên đạo phía trên tồn tại, vô cùng lợi hại, thiên đấu sát thần nói, thiên tổ loại tồn tại này, một cái hô hấp. Có thể đem ngàn ngàn vạn vạn cái hắn loại tồn tại này, ép diệt thành cho tàn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Diệp đại nhân, người nói, thế gian này, sẽ có cường đại như vậy tồn tại sao? Tại Tô Vũ Nhu trong lòng, thiên đấu sát thần đã là vô cùng cường đại tồn tại, là ngày xưa cửu thương thánh triều thủ hộ thần, nhưng cường đại như vậy tồn tại, ngàn ngàn vạn vạn cái chồng chất dâng lên, không bằng thiên tổ một cái hô hấp, này loại sức chiến đấu chênh lệch. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, không cách nào hình dung, cũng không cách nào tưởng tượng, nàng không thể tin được. Diệp thần cười khổ một tiếng, nói ta không biết, nhưng cũng có thể có đi. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, đích thật là không thể tưởng tượng nổi, nghe nói ngày đó tổ là thế giới bên ngoài vĩ đại tồn tại, không nhận thiên đạo ước thúc, rất lợi hại, thiên đấu sát thần từng cùng hắn luận đạo, theo thiên tổ trong miệng, hắn vô cùng rõ ràng biết, thiên đạo sáng tạo sinh người. Cả một đời đều khó có khả năng siêu việt thiên đạo. Đường bên ngoài còn có đường, nhưng chúng ta là không thể nào bước vào, có nhiều thứ sinh ra tới không có, cả một đời đều sẽ không có, lại cố gắng thế nào cũng vô dụng, vận mệnh liền là như thế tàn khốc. Thiên tổ cho thiên đấu sát thần một kiện lễ vật, liền là cái kia phong trần chi địch, chính là thiên tổ tự tay chế tạo, năm đó hắn lại đem phong trần chi địch, ban cho ta nhóm thiên trụ thế gia, hô, có phong trần chi địch nơi tay. Một khúc tấu vang, kẻ địch cường đại đến đâu, đan điền linh khí, thân thể trật tự cũng sẽ bị phong ấn giam cầm, vô pháp động đậy. Dựa vào phong trần chi địch huy năng, chúng ta thiên trụ thế gia, cuối cùng là tại tầng tầng truy sát dưới, chạy trốn tới hắc ám biên hoang, nhưng hắc ám biên hoang là cấm địa, chúng ta cắm rễ tại đây bên trong, cũng bị thiên đạo nguyền rủa, dĩ vãng tu luyện công pháp thần thông cơ bản sụp đổ đánh mất hầu như không còn, liền xa đọa thành ám tộc. Chỉ có thể dựa vào đồng thau tháp cao kéo dài hơi tàn. Diệp thần trong lòng hơi động, hỏi cái kia phong trần chi địch đâu, có thể hay không cho ta xem một chút. Phong trần chi địch, là thiên tổ chế tạo đồ vật,
Diệp Thần cũng là hứng thú, muốn nhìn xem có gì ảo diệu chỗ. Tô Vũ Nhu bất đắc dĩ nói, phong trần chi địch, đã bị áo lông ngàn sát cái kia phản đồ mang đi. Diệp Thần nói, cái gì? Tô Vũ Nhu đang chờ nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có người phanh phanh gõ cửa, lớn tiếng nói. Vũ Nhu, người ở bên trong làm gì? Là Mai Thúy Châu thanh âm. Nghe được Mai Thúy Châu thanh âm, Tô Vũ Nhu lập tức giật nảy mình, không dám nói nữa, nói, Diệp đại nhân, không xong, Mai Thư Thư tới. Mai Thúy Châu thanh âm mang theo tức giận cùng xâm nghiêm, nói, người có phải hay không lại tại nói hưu nói vượt. Nàng giá hiển nhiên là lo lắng, sợ hãi Tô Vũ Nhu tiết lộ thiên trụ thế gia sự tình của quá khứ, đó là thiên trụ thế gia chính mình nhân quả, nàng không muốn phiền toái bất luận cái gì người, cũng không muốn liên lụy Diệp Thần. Nàng tin tưởng bằng vào chính mình thủ đoạn, vẫn là có biện pháp giải quyết thiên trụ thế gia bây giờ khốn cục. Ngươi nhanh đi ra cho ta. Mai Thúy Châu không ngừng gõ cửa, phanh phanh rung động. Tô Vũ Nhu hoảng hồn, xoay chuyển ánh mắt, lại vội vàng đem chính mình áo ngoài cởi, vứt trên mặt đất, sau đó đem Diệp Thần nhào ngã xuống giường, nàng liền cưỡi tại Diệp Thần trên thân, phụ thân hôn xuống. Ừm. Diệp Thần sững sờ, chỉ cảm thấy bờ môi một hồi ướt át ấm áp. Phịch một tiếng, lúc này Mai Thúy Châu cưỡng ép phá cửa mà vào, đã thấy đến Diệp Thần cùng Tô Vũ Nhu trên giường thân mật, quần áo không chỉnh tề, nàng không khỏi ngẩn ngơ, gương mặt đỏ lên. Mai Thư Thư, Tô Vũ Nhu cuống quýt nắm lên chăn mền, che lại thân thể của mình. Mai Thúy Châu ho khan một thoáng, hết sức khó xử, nói, nguyên lai các ngươi. Các ngươi là tại, khục, ai, ngượng ngùng, Diệp đại nhân, quấy dày. Quay người ra ngoài, khóa trái cửa. Tô Vũ Nhu cuống quýt từ trên giường xuống tới, gương mặt đỏ bừng, liên tục khom người cho Diệp Thần nói xin lỗi, thật xin lỗi, Diệp đại nhân, ta không phải cố ý, chẳng qua là. Diệp Thần cười cười, nói, không có việc gì. Tô Vũ nhẹ nhàng nói ta, chấm, ta đi trước, có lời gì, chúng ta chậm một chút lại nói. Như thế nháo trò, nàng cũng không tâm tư lại nói cái gì, hiện ở trong lòng thẹn thùng khủng hoảng đến lợi hại. Gương mặt thân thể đỏ bừng nóng lên, chỉ muốn lập tức thoát đi nơi này. Diệp Thần cũng có thể thông cảm, bất đắc dĩ nói, được a, ngày mai lại nói. Tô Vũ Nhu gật gật đầu, liền vội vã nghĩ muốn đi ra ngoài. Diệp Thần chỉ trên mặt đất, nói quần áo. Tô Vũ Nhu một hồi bối rối, vội vàng đem chính mình vừa mới cởi xuống áo ngoài nhặt lên, sau đó vội vàng rời đi. Đợi đến Tô Vũ Nhu sau khi rời đi, Diệp Thần tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại vừa mới lời nàng nói. Hiện tại có thể xác định, tại thiên trụ thế gia bên trong, có một kiện thần khí, là thiên tổ chế tạo, gọi phong trần chi địch. Năm đó thiên trụ thế gia, liền là dựa vào phong trần chi địch lực lượng, mới có thể một đường đứng vững vô số cường giả truy sát, cuối cùng đi đến hắc ám biên hoang cắm rễ. Không hề nghi ngờ, hắc ám biên hoang là cấm địa, thiên trụ thế gia ở đây sinh tồn, tự nhiên không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng cấm địa cũng có cấm địa chỗ tốt, cực đoan ác liệt hoàn cảnh, đủ loại kinh khủng thiên tai, cũng ngăn trở người ngoài bước chân, làm cho ngày xưa cửu thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan đồng thau tháp cao, có thể bảo tồn đến bây giờ. Chẳng qua là, Tô Vũ Nhu nói, phong trần chi địch bị một tên phản đồ mang đi, việc này chân tướng, Diệp Thần còn không biết. Còn có trọng yếu nhất, liền là diệt thế quỷ lôi như thế nào dẫn động, hắn cũng không biết. Nếu quả thật muốn chờ 40 năm. Hắn khẳng định là đợi không được, phải dùng thủ đoạn sớm dẫn lôi. Còn có thiên trụ thế gia nam nhân, chết như thế nào hết, Tô Vũ Nhu cũng còn chưa nói. Diệp Thần trong lòng có loại nghi vấn, đáng tiếc bây giờ còn chưa đạt được giải đáp. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, ban đêm hắc ám biên hoang, đủ loại gió lốc, lôi điện phích lịch, sương tuyết mưa đá, bừa bãi tàn phá đến lợi hại hơn, bên ngoài gió lớn vù vù, đồng thau trong tháp cao cũng là một mảnh ấm áp cùng an ổn. Nhưng, bên ngoài bừa bãi tàn phá thiên tai, bầu trời âm trầm, vẫn là sẽ phi thường ảnh hưởng người tâm tình, thời gian dài ở loại địa phương này sinh tồn lời, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Diệp đại nhân, nên dùng bữa. Bên ngoài truyền đến Mai Thúy Châu thanh âm, nàng tự mình đến thỉnh Diệp Thần. Được. Diệp Thần đi ra cửa đi, Mai Thúy Châu liền ở ngoài cửa, nàng mang theo Diệp Thần xuống lầu, vừa nói. Vũ Nhu nhà đầu kia. Không có nói gì với ngươi mê sảng a. Diệp Thần mập mờ suy đoán nói, nàng không nói gì, Mai cô nương không cần lo lắng. Dừng một chút,
lại nói, mà lại, các ngươi thiên trụ thế gia, thật có khó khăn gì, ta luân hồi trận doanh nhất định giúp đỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mai Thúy Châu trần chờ một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói ai, Diệp đại nhân, thiếp thân không muốn liên lụy các ngươi, thôi bỏ đi. Diệp thần nói, có ngươi sư thúc tổ đúc tinh long thần tại, còn có nhậm tiền bối này tôn siêu phẩm thiên đế, ngươi sợ cái gì? Có cái gì kẻ địch, chúng ta thay ngươi nấu ăn chính là, chẳng lẽ các ngươi thiên trụ thế gia kẻ địch, có thể so sánh siêu phẩm thiên đế còn lợi hại hơn hay sao? Mai Thúy Châu bất đắc dĩ nói, thiếp thân chân chính e ngại, không phải cái gì kẻ địch, mà là thiên đạo. Diệp thần nói, thiên đạo. Mai Thúy Châu nói, đúng vậy, hắc ám biên hoang là bị thiên đạo nguyền rủa cấm địa, ta thiên trụ thế gia hàng năm cư ngụ ở nơi này, cho dù có đồng thao tháp cao thủ hộ, nhưng giữa bất chi bất giác, cũng nhận thiên đạo nguyền rủa ăn mòn, chúng ta đã sớm bất hạnh nhiễm lên thiên tội. Diệp đại nhân, nếu như các ngươi lây dính chúng ta nhân quả, các ngươi cũng sẽ nhiễm lên thiên tội, đến lúc đó thiên phạt buông xuống, liền siêu phẩm thiên đế cũng đỡ không nổi, muốn bị thiên lôi kiếp hỏa ép diệt thành cho. Siêu phẩm thiên đế lại như thế nào, hoàn toàn chính xác tung hoành chư thiên vô địch, nhưng ở thiên đạo trước mặt, sâu kiến cũng không bằng, ta không nghĩ các ngươi nhiễm lên thiên tội. Diệp thần nội tâm đại chấn, lẩm bẩm nói, thiên tội sao? Hắn nhìn về phía tháp cao bên ngoài bầu trời, hắc ám màn trời dưới, cái kia viên màu đỏ tươi thiên đạo khối Rubik, lộ ra đến vô cùng khủng bố, lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Hắc ám biên hoang nhật nguyệt hào quang, hoàn toàn bị thiên đạo khối Rubik che giấu, tại bên ngoài, mọi người ngẩng đầu có thể thấy, là nhật nguyệt tinh thần, nhưng ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy một khỏa vuông vức khối Rubik. Thoạt nhìn như là một loại nào đó không thể diễn tả quái dị đồ vật, khiến cho người dùng mình. Mai Thúy Châu nói, người cũng thấy bên ngoài cái kia viên thiên đạo, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng trong đó ẩn chứa bạo ngược khí thức khủng bố, đủ để dễ dàng đem thiên đế nghiền thành xám, thiếp thân dự đoán nhậm pháp vương cũng là ngăn cản không nổi. Diệp thần trong lòng khẽ động, nói cái gọi là thiên tội, chẳng qua là này thiên đạo khối Rubik hàng phạt sao. Mai Thúy Châu nói, đúng vậy. Chỉ cần thoát ly hắc ám biên hoang phạm vi, liền sẽ không lại bị phạt, nhưng một khi nhiễm lên thiên tội, không có khả năng đào thoát đi ra, dám khinh cử vọng động, chỉ có bị thiên kiếp lôi hỏa chém thành xám xuống tràng. Diệp thần nói, chân trình chính thiên đạo, ta cùng nhậm tiền bối dĩ nhiên không thể chống đối, nhưng nếu như chẳng qua là đạo hư ảnh này, chưa hẳn có thể trấn áp được chúng ta. Hắc ám biên hoang thiên đạo, chẳng qua là một cái bạo ngược nguyền rủa hư ảnh, cũng không phải là thiên đạo bản thể. Trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, ép diệt thiên đế rất đơn giản, nhưng nghĩ muốn tiêu diệt nhậm phi phàm loại cấp bậc cường giả này, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Tại nhậm phi phàm cùng này thiên đạo hư ảnh ở giữa, Diệp thần vẫn tin tưởng nhậm phi phàm càng cường đại. Mà lại coi như là hắn, bằng vào đủ loại át chủ bài thủ đoạn, có lẽ cũng đủ để chống lại giới này thiên đạo. Mai Thúy Châu nhìn xem Diệp thần tự tin bộ dáng, nội tâm một hồi chấn động, ánh mắt chớp động một hồi. Nhưng rất nhanh lại tại phân loạn bất đắc dĩ bên trong yên tĩnh lại, thở dài, được rồi, Diệp đại nhân, trước dùng bữa đi. Nàng mang Diệp thần đi vào lầu một phòng khách, thiên trụ thế gia bọn nữ tử, sớm đang đợi, Diệp thần tầm mắt quét qua, nhìn thấy Tô Vũ Nhu, người sau tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, lại là gương mặt ửng hồng cúi đầu. Diệp thần cùng nhậm phi phàm ngồi cùng một chỗ, bắt đầu dùng bữa. Oanh long long, nhọn, trong bữa tiệc. Phía ngoài phong lôi chi thanh, càng mãnh liệt hơn, phích lịch đôm đốp xẹt qua trời cao, sấm sét vang dội càng kịch liệt, thậm chí có chút hình cầu tia chớp từ phía chân trời hạ xuống tới, oanh long long ở trên mặt đất oanh tạc, tràng diện lại là hùng vĩ lại là khủng bố. A! À, đột nhiên có người hét sầm lên, lại là có một quả tím kim sắc quả cầu hình dáng tia chớp, thế mà đột phá đồng thau tháp cao cấm chế thủ hộ, theo ngoài cửa sổ tung bay vào. Đồng thau tháp cao có phiến phiến cửa sổ. Đều là mở ra, nhưng có đặc thù cấm chế vòng bảo hộ lấy, bên ngoài phong vũ lôi điện không thể vào, nhưng lúc này lại có hình cầu tia chớp đột phá phong tỏa, bay ra. Thiên trụ thế gia chúng nữ kinh hô, Diệp thần tay mắt lanh lẹ, cong ngón búng ra, một đạo bạch hồng rửa sạch kiếm khí bắn mạnh mà ra, tại quả bóng kia hình dáng tia chớp còn không có lúc nổ, liền đem nó kết cấu bên trong toàn bộ chặt đứt đi, quả bóng kia hình dáng tia chớp liền hóa thành rất nhỏ điểm sáng từ từ tiêu tán. Mai Thúy Châu đầu tiên là hoảng sợ, sau đó tán thán nói, Diệp đại nhân hảo kiếm pháp. Nàng lại liền vội vàng lấy ra một đạo ngọc phù,
linh khí quán chú đi vào, chỉ thấy nồng thau trong tháp cao cửa sổ, ba 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 phiến phiến toàn bộ đóng lại, trong tháp khắp nơi sáng lên phù văn màu vàng, toàn thể thủ hộ lực tăng lên rất nhiều. Phía ngoài lôi điện, không cách nào lại xâm phá tiến đến, nhưng gió lốc tiếng sấm không ngừng nghỉ, kinh lôi như thiên cổ, làm cho tâm thần người không yên. Tòa bên trong có người rủ xuống khóc không ra tiếng, Mai Thư Thư, có phải hay không nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống rồi? Mai Thúy Châu nghe được nhỏ thiên lôi kiếp bốn chữ, vẻ mặt lập tức nhất biến. Diệp Thần hỏi, cái gì nhỏ thiên lôi kiếp? Mai Thúy Châu thần sắc 10 điểm trầm trọng, nói, là gần với diệt thế quỷ lôi thiên tai, xem bên ngoài gió lốc lôi minh như thế mãnh liệt, chỉ sợ thật chính là nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống. Diệp Thần cau mày nói, này nhỏ thiên lôi kiếp, rất khủng bố sao? Mai Thúy Châu nói, nhỏ thiên lôi kiếp uy lực, không kịp diệt thế quỷ lôi 1%, nhưng đối chúng ta mà nói, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ tai kiếp. Mỗi lần nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống, trong tháp cao mở linh thú vườn, dược thảo vườn, linh tuệ vườn, linh thực vườn các loại, đều lại nhận to lớn trùng kích, nhiều năm tích lũy tài nguyên, rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng thau tháp cao tự thành một cái sinh thái hệ thống, tháp này cùng sở hữu 100 tầng, phía dưới tầng 30 là ở lại khu tu luyện, ở giữa tầng 30 là phụ tu khu, có phòng luyện đan, phòng luyện khí, chế phù thất, trận pháp thất, bói toán các loại, nhà kho, tàng thư các cũng tại khu vực này, phía trên 40 tầng thì là tài nguyên khu, gieo trồng có loại dược thảo cây nông nghiệp, còn nuôi dưỡng lấy rất nhiều linh thú, các tầng ở giữa có truyền thống trận pháp câu thông, một tòa đồng thau tháp cao. Liền là một cái tiểu thế giới, ứng có đồ vật đều có. Lúc trước cửu thương cổ hoàng cấu muốn tạo đồng thau tháp cao, có triệu tỷ tỷ tầng, có thể dung nạp chư thiên tất cả mọi người sinh hoạt, hiện tại chế tạo ra 100 tầng, miễn cưỡng có thể nói là một cái hình thức ban đầu, phóng to cất cao triệu tỷ tỷ lần về sau, liền là cửu thương cổ hoàng trong giấc mộng tháp cao. Hiện tại nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống, lại có khả năng phá hư đồng thau trong tháp cao sinh thái hệ thống, dù sao lôi kiếp năng lượng thực sự quá kinh khủng, coi như đồng thau tháp cao có thể ngăn cản đại bộ phận lực trùng kích. Nhưng một phần nhỏ trùng kích chấn động, cũng đủ để cho đồng thau trong tháp cao bộ sinh thái, mang đến hủy diệt đả kích. Rầm rầm rầm. Lúc này, nhỏ thiên lôi kiếp tại bên ngoài bừa bãi tàn phá, từng đạo phích lịch, bổ vào đồng thau tháp cao phía trên, còn có từng khỏa hình cầu tia chớp, tại đồng thau tháp cao bốn phía nổ tung, kịch liệt chấn động trùng kích, làm cho cả tòa đồng thau tháp cao đều tại lay động. Tuy nói đồng thau tháp cao thủ hộ lực mạnh mẽ, sẽ không bị bất luận cái gì thiên kiếp chỗ hủy diệt. Nhưng ở trong tháp cao đồ vật, lại có khả năng bị chấn nát phá hủy đi. Tại thiên lôi kịch liệt chấn động dưới, ở đây có không thiếu nữ tử, dồn dập kêu rên thổ huyết, 10 điểm khó chịu. Mai Thúy Châu nói, thật chính là nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống, này có thể phiền toái. Lôi kiếp phía dưới, đồng thau trong tháp cao sinh thái hệ thống, rất có thể gặp hủy diệt đả kích, một khi nội bộ sinh thái tuần hoàn chặt đứt, toàn bộ thiên trụ thế gia đều muốn lâm vào khổ nạn. Hắc ám biên hoang thiên địa linh khí, cơ hồ không có, theo bên ngoài hấp thu không đến bất luận cái gì hữu ích năng lượng, nội bộ tài nguyên lại đoạn tuyệt, người kia cũng chỉ có chết đói. Cường giả không dính khói lửa trần gian, nhưng bữa ăn hạ uống xương, vẫn là muốn hấp thu thiên địa linh khí, nếu như ngay cả một điểm linh khí năng lượng cũng không chiếm được bổ sung, cường giả kia cũng có thể sống sờ sờ khô kiệt mà chết. Đồng thau tháp cao trong kho hàng, chứa đựng có không ít tài nguyên. Nhưng nếu như thiên kiếp bao phủ không tiêu tan, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ tiêu hao. Mai Thư Thư, không bằng hiến tế Tô Vũ Nhu, để cầu lắng lại thiên nộ. Đúng vậy a, nàng là thế hệ này tế phẩm, trước hiến tế nàng, có lẽ có thể làm cho nhỏ thiên lôi kiếp lắng lại. Tô Vũ Nhu, cô nương tốt, mời ngươi chịu chết. Tòa bên trong không thiếu nữ tử, chịu nhỏ thiên lôi kiếp trùng kích, nội tâm kinh khủng, tầm mắt dồn dập tập chú tại Tô Vũ Nhu trên thân. Tô Vũ Nhu ngẩn ngơ, mờ mịt không biết làm sao, trong ánh mắt lại dẫn kinh khủng. Mai Thúy Châu tầm mắt cũng nhìn sang, nhướng mày, có chút không đành lòng, nói, Vũ Nhu, ý của ngươi như nào? Tô Vũ Nhu hoảng hốt vội nói, Mai Thư Thư, ta không muốn chết. Mai Thúy Châu thở dài, chúng ta thiên trụ thế gia quy củ, mỗi trăm năm chọn một tế phẩm, dùng lấy lắng lại thiên nộ, giảm bớt kiếp nạn, thế hệ này chọn chúng ngươi, ngươi trước đây cũng nói nguyện ý. Bây giờ lại không chịu sao? Tô Vũ nhẹ nhàng nói, cái kia, đó cũng là 40 năm sau sự tình, diệt thế quỷ lôi còn không có buông xuống, ta không muốn chết. Nàng thanh âm mang theo thật sâu khủng hoảng,
nhìn một chút Mai Thúy Châu, lại nhìn một chút Diệp Thần, dường như khẩn cầu. Mai Thúy Châu thở dài, bây giờ nhỏ thiên lôi kiếp đột nhiên buông xuống, chỉ có thể sớm bắt ngươi tế thiên, đến mức 40 năm sau diệt thế quỷ lôi, ta tới làm tế phẩm là được. Dừng một chút, kêu lên, người tới. Tô Vũ Nhu lui về sau hai bước, khủng hoảng vạn phần nói, Mai Thư Thư, không muốn. Diệp Thần nhíu nhíu mày, đứng ra nói, chậm đã. Tô Vũ Nhu khủng hoảng, liền co lại thân ở Diệp Thần đằng sau, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn. Diệp Thần thở dài, hà tất phải như vậy, trong lòng suy nghĩ lấy thích đáng cách đối phó. Nhậm Phi Phàm đột nhiên lên tiếng nói, không quan trọng thiên kiếp, ta ra tay phá mất chính là, các ngươi cũng không cần lại nổi lên phân tranh. Nghe được Nhậm Phi Phàm lời này, toàn trường phải sợ hãi. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ngươi có thể ra tay, không sợ. Bại lộ sao? Nhậm Phi Phàm nói, không sao, ta có chừng mực. Mai Thúy Châu ngạc nhiên nói, Nhậm Pháp Vương, ngươi có thể phá thiên kiếp. Nhậm Phi Phàm nói, bên ngoài này nhỏ thiên lôi kiếp, cũng không tính là gì kiếp nạn, ta ra tay chính là, các ngươi an tâm chớ vội. Quay đầu hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi theo ta ra ngoài. Hắn lời nói bình tĩnh lại lạnh nhạt, mang theo một cỗ siêu thiên thong dong cùng tự tin, lập tức liền để đến toàn trường tất cả mọi người, đều yên tĩnh trở lại. Diệp Thần nói, đúng. Đứng dậy đi theo Nhậm Phi Phàm đằng sau. Nhậm Phi Phàm nhanh chân đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, hắn giơ tay lên một cái, cửa lớn đóng chặt liền hướng hai bên mở ra. Mắt thấy một màn này Mai Thúy Châu, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Diệp Thần đi theo Nhậm Phi Phàm ra ngoài, chỉ khách khí mặt gió lốc mãnh liệt, đầy trời lôi đình cùng tia chớp xen lẫn, thiên nộ đến tận đây, quả thực làm cho người kinh hãi. Cái kia viên màu đỏ tươi thiên đạo khối Rubik, lại là bất luận cái gì mưa gió mây đen hắc ám đều không thể che giấu, thủy chung treo trên cao ở trên trời, tản ra làm người kinh khủng run rẩy hào quang. Nhậm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn, cau mày nói, hẳn là chúng ta buông xuống, nhiễu loạn giới này thiên đạo khí tức, cho nên thu nhận nhỏ thiên lôi kiếp buông xuống. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ngươi dự định như thế nào? Nhậm Phi Phàm nói, ngươi đứng ở bên cạnh ta, đừng lộn xộn. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, tựa hồ đang nổi lên chút gì. Mưa xa lăn lăn xuống, Nhậm Phi Phàm trên thân tự mang lấy một cỗ khí tràng, đem giọt mưa toàn bộ bắn ra, lôi điện cũng không cách nào xâm phạt tới, chẳng qua là cuồn cuộn gió lốc tiếng sấm, đem Diệp Thần đầu chấn động đến ông ông tác hưởng. Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu chờ thiên trụ thế gia bọn nữ tử, co lại thân ở đồng thau tháp cao sau đại môn, vô cùng khẩn trương cùng tò mò nhìn Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hai người. Nhỏ thiên lôi kiếp năng lượng quá kinh khủng, bên ngoài gió lốc lôi đình xen lẫn, nếu như là các nàng đi ra ngoài, trong nháy mắt liền bị đánh chết, chỉ có Nhậm Phi Phàm như thế cường giả, có thể tại gió lốc lôi kiếp hạ sừng sững bất động. Nhậm Phi Phàm yên lặng nổi lên thời gian một nén nhang, bỗng nhiên ngẩng đầu hét to. Tán! Hắn chỉ phun ra một chữ, thanh thế uy nghiêm lại thắng qua đầy trời lôi đình, một chữ phun ra, vừa mới tại trong thiên địa bừa bãi tàn phá gió lốc, mưa sa, kinh lôi, tia chớp. Trong nháy mắt sụp đổ tan biến, tiếng sấm tại thiên vân ở giữa cấp tốc đi xa, mây đen đầy trời, đều bị hắn âm thanh vang dội, toàn bộ chấn vỡ đi. Mây đen tản, gió ngừng, mưa dừng, hắc ám biên hoang một mực bị khói mù bao phủ bầu trời, giờ phút này trở nên vô cùng trong veo, bầu trời đêm như tẩy, lộ ra bầu trời đầy sao, một vòng trăng sáng treo trên cao, phong cảnh tráng lệ, cái kia tinh hồng quỷ dị thiên đạo khối Rubik hư ảnh, thế mà bị tinh nguyệt hào quang che giấu. Chỉ còn lại có một đạo vô cùng mông lung cái bóng, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Diệp Thần đứng tại Nhậm Phi Phàm bên cạnh, bị hắn một cái tán chữ, kém chút óc đều cho chấn xuất tới, đầu vang ong ong. Nhậm Phi Phàm chỉ phun ra một chữ, liền kinh tản đầy trời lôi đình, khiến cho đến mưa gió mây đen đều tiêu tán, thậm chí nhường tinh nguyệt một lần nữa toát ra hào quang, không nữa bị thiên đạo khối Rubik hư ảnh che giấu, thậm chí trái lại che đậy thiên đạo. Giờ khắc này, phảng phất là Nhậm Phi Phàm ý chí, lăng giá tại trên thiên đạo. Tinh nguyệt hào quang, toàn bộ hội tụ tại hắn trên người một người, thân ảnh của hắn trong sáng mà thanh lãnh, dậy người không thể nhìn gần, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi lui về sau đi, nói. Nhậm tiền bối, ngươi đánh tan thiên kiếp. Nhậm Phi Phàm mỉm cười, nói, Diệp Thần, may mắn có ngươi ở bên cạnh ta, không phải nghĩ phá mất này nhỏ thiên lôi kiếp.
ta coi như có thể làm được, cũng không có khả năng giống bây giờ dễ dàng như vậy. Diệp Thần nói, phải không? Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ngươi là ta Hải Đăng, ngươi ta không sai biệt lắm xem như đồng sinh cộng tử, có ngươi ở bên cạnh ta, lực chiến đấu của ta chỉ ít có thể dùng tăng phúc ba thành. Có một số việc, không sai biệt lắm cũng nên nói cho ngươi biết, biết ta vì cái gì một mực phấn đấu quên mình phải bảo vệ ngươi sao? Ta tình nguyện bỏ qua tính mạng của mình, cũng phải vì ngươi hộ đạo, ngươi có biết vì cái gì? Diệp Thần nội tâm run lên, nói, vì cái gì? Nhậm Phi Phàm tầm mắt ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh nguyệt, lộ ra một cỗ tuyên cổ thâm thúy, còn có chút bao la mờ mịt cùng thê lương, chậm rãi nói, theo ta đản sinh bắt đầu từ ngày đó, trong lòng ta liền có một thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm kia nói cho ta biết, ta sinh ra sứ mệnh, chính là vì luân hồi hộ đạo. Nếu như ta có thể phụ trợ luân hồi trèo lên đỉnh, ta liền có khả năng biến thành quang. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, biến thành ánh sáng. Có ý tứ gì? Nhậm Phi Phàm nói, ta cũng không biết, ta khắp nơi tìm chư thiên, thậm chí dùng chút cấm pháp nhìn trộm tinh không bỉ ngạn, đều không tìm được mảy may nhân quả dấu vết. Ta hoài nghi, trong lòng ta cái thanh âm kia, đến từ thế giới bên ngoài. Ta sinh ra, rất có thể nguồn gốc từ thế giới bên ngoài ý chí, sinh ra chính là vì thủ hộ luân hồi, nếu có thể thành công làm đến, ta cuối cùng đạo là quang chi nói. Ngươi nhớ kỹ ba chữ này, biến thành ánh sáng. Rất có thể cùng thế giới trung cực chân tướng có quan hệ, ta hôm nay trước nói cho ngươi, nhường trong lòng ngươi có cái đáy. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói, biến thành ánh sáng. Quang chi đạo. Hắn yên lặng nhớ kỹ ba chữ này, ánh mắt cũng dần dần kiên định xuống tới, tốt, Nhậm tiền bối, ta nhớ kỹ. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, rất tốt, trước kia ta liều mạng thủ hộ ngươi, là ta bẩm sinh vận mệnh ý chí tại thôi độc, nhưng bây giờ... Người ta sinh tử cùng chung hoạn nạn, không biết đã trải qua nhiều ít mưa gió, không cần gì ngoại lực thôi động, ta đều sẽ ta tận hết khả năng, phụ trợ ngươi trèo lên đỉnh. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, đa tạ. Nhậm Phi Phàm nói, ngươi nhớ lấy biến thành ánh sáng ba chữ này, nhớ kỹ liền tốt, không cần phải đi truy tìm, ngươi bây giờ còn chưa có truy tìm trung cực chân tướng tư cách, ngay cả ta đều không có. Hiện ở đây, vẫn là trước giải quyết vấn đề trước mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu chờ một đám nữ tử, chỉ thấy chúng nữ chấn động không gì sánh nổi nhìn xem hắn, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Nhậm Phi Phàm chẳng qua là phun ra một chữ, liền phá hết thiên kiếp. Mai Thúy Châu kích động nói, Nhậm Pháp Vương, ngươi. Ngươi thật sự là quá lợi hại, không hổ là siêu phẩm thiên đế. Nhậm Phi Phàm nói, không quan trọng nhỏ thiên lôi kiếp, không tính là gì. Cái thiên kiếp này đã phá, các ngươi cũng không cần hiến tế cái gì, còn có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Mai Thúy Châu muốn nói lại thôi. Nhậm Phi Phàm nói, các ngươi không cần kiêng kỵ cái gì, giới này thiên đạo còn không áp chế nổi ta, tại bên ngoài ta không dám nói, nhưng ở bóng tối này biên hoang, ta vô địch. Mai Thúy Châu nghe Nhậm Phi Phàm bình thản ngữ khí, nội tâm rung động vạn phần. Nàng đích xác có chút khó giải quyết nan đề cần phải giải quyết. Nhưng sợ hãi liên lụy Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, cho nên không dám mở miệng. Dù sao ở trong mắt nàng, hắc ám biên hoang thiên đạo, thực sự quá hung mãnh, quả thực là nghiền ép hết thảy. Nhưng vừa mới, Nhậm Phi Phàm lại một chữ phá thiên kiếp, biểu lộ ra vô cùng thực lực cường hãn, liền thiên đạo đều không làm gì được hắn, cũng là không sợ nhân quả gì liên lụy, thiên đạo nguyền rủa cắn trả. Hít sâu một hơi, Mai Thúy Châu tựa hồ kiên định xuống tới, nói, Nhậm Pháp Vương. Thiếp thân hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, ngươi có khó khăn gì, ta đều có thể giải quyết. Nhưng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, chờ tất cả vấn đề giải quyết về sau, các ngươi phải thuộc về nhập luân hồi trận doanh. Mai Thúy Châu ngẩn ngơ, nói, về nhập luân hồi trận doanh. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta tổng cũng không có khả năng vô ích giúp ngươi, ngươi sư thúc tổ đúc tinh long thần, đã tại luân hồi trận doanh. Các ngươi cũng gia nhập vào, không biết có thể. Mai Thúy Châu trần chờ một thoáng, nói có thể là có khả năng, có thể nhập luân hồi trận doanh, là chúng ta thiên trụ thế gia thiên đại may mắn, nhưng, chúng ta thiên trụ thế gia chịu thiên đạo nguyền rủa, lại là không thể rời đi hắc ám biên hoang, thậm chí không dám ra đồng thau tháp cao. Nhậm Phi Phàm nói, không sao, đây đều là vấn đề nhỏ. Hắn nhìn Diệp Thần liếc mắt, lại nói tiếp hướng Mai Thúy Châu nói. Chỉ cần có luân hồi chúc phúc,
cái gì nguyền rủa đều có thể phá diệt. Chờ ta giải quyết ngươi nan đề, ngươi tốt nhất có thể đem dao găm mưa cho ta. Dao găm mưa, là năm đó cửu thương cổ hoàng chế tạo vĩ đại kỳ quan, sát phạt mãnh liệt, ký thác cửu thương cổ hoàng giết hết thiên hạ tà ác lý niệm, Nhậm Phi Phàm đối với cái này cũng là hứng thú nồng đậm, nếu như có thể cầm tới dao găm mưa lời, có thể tăng lên rất nhiều luân hồi trận doanh phong mang. Nếu như nói đồng thau tháp cao, là cửu thương cổ hoàng tư tưởng bên trong tối cường thủ hộ, như vậy dao găm mưa, liền là tối cường sát lục. Mai Thúy Châu nói, dao găm mưa năm đó đã bị phá giải. Nhậm Phi Phàm nói, ta biết, cái kia chế tạo bản vẽ còn trong tay các ngươi a. Đem bản đồ giấy cho ta chính là. Mai Thúy Châu cả kinh nói, Nhậm Pháp Vương, ngươi muốn tạo dao găm mưa. Này có thể cần kinh thiên hơn tài nguyên a. Nhậm Phi Phàm nói, tầng này ngươi cũng không cần quản, chúng ta tới làm cái giao dịch, ta giúp ngươi làm việc, ngươi đem dao găm mưa bản vẽ cho ta. Mai Thúy Châu cắn cắn môi đỏ, nghĩ đo một cái, nói tốt, không có vấn đề. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, rất tốt, như vậy, ngươi bây giờ nói cho ta biết trước, muốn thế nào sớm dẫn động diệt thế quỷ lôi. Vừa mới Nhậm Phi Phàm phá mất nhỏ thiên lôi kiếp, với hắn mà nói, chỉ là trò trẻ con, hắc ám biên hoang chân chính kinh khủng tối cường thiên kiếp, chính là diệt thế quỷ lôi. Chỉ có diệt thế quỷ lôi, mới có thể bổ ra chiến thần khôi lỗi thân thể, lấy ra chu tước mảnh vỡ. So sánh với Mai Thúy Châu vấn đề, Nhậm Phi Phàm tự nhiên càng dè chừng chính mình chuyện bên này. Mai Thúy Châu trước đó giống như có điều cố kỵ, không dám nói rõ ràng, nhưng bây giờ đã quyết ý hợp tác, cái kia nàng không tiếp tục che che giấu giấu đạo lý. Nghe Nhậm Phi Phàm hỏi thăm, Mai Thúy Châu cùng ở đây bọn nữ tử, đều là lộ ra một vệt thần sắc khủng hoảng, rõ ràng cái kia diệt thế quỷ lôi, đối với các nàng tới nói, là vô cùng kinh khủng tai họa, các nàng trước kia cũng trải qua, đó là tận thế kiếp nạn. Mai Thúy Châu có chút ấp a ấp úng nói, muốn sớm dẫn động diệt thế quỷ lôi, biện pháp cũng không phải là không có, nhưng vô cùng nguy hiểm, cần. Cần. Nhậm Phi Phàm nói, cần gì? Mai Thúy Châu nói cần, cần khiêu khích thượng thiên, công kích thiên đạo. Nhậm Phi Phàm nói, khiêu khích thượng thiên, công kích thiên đạo. Mai Thúy Châu nuốt nước miếng một cái, nói, đúng vậy, chỉ cần công kích thiên đạo liền sẽ bị làm tức giận, hạ xuống kinh khủng nhất lôi phạt. Cái kia chính là diệt thế quỷ lôi. Hắc ám biên hoang thiên đạo là hữu hình, liền là cái kia tinh hồng bạo ngược khối Rubik hư ảnh, lúc này cái kia thiên đạo khối Rubik hư ảnh, đã bị tinh nguyệt hào quang che giấu, bởi vì Nhậm Phi Phàm siêu phẩm thiên đế uy thế, lại thêm có Diệp Thần ở bên người, khí tức của hắn, thậm chí tựa hồ che đậy giới này thiên đạo. Nhậm Phi Phàm bang một thoáng rút ra bội kiếm, nói, giới này thiên đạo, bất quá là một cái nguyền rủa hư ảnh, không phải cái gì huy hoàng chính tông. Ta có thể nhất kiếm chảm phá. Nếu như là chân chính thiên đạo, Nhậm Phi Phàm tự nhiên không địch lại, nhưng hắc ám biên hoang thiên đạo, chẳng qua là một đạo nguyền rủa bạo ngược hư ảnh, hắn có lòng tin chống lại, thậm chí có Diệp Thần ở bên cạnh lời, hắn hải đăng thần quang sáng chói, sức chiến đấu cũng nhận được to lớn tăng phúc, hắn thậm chí có lòng tin nhất kiếm chảm diệt giới này thiên đạo. Mai Thúy Châu kinh hoàng nói, Nhậm Pháp Vương, đừng xúc động, giới này thiên đạo tuy là hư ảnh, nhưng cũng là theo chân chính thiên đạo hình chiếu xuống tới, nếu như bị khiêu khích công kích, đưa tới diệt thế quỷ lôi, so với bình thường bùng nổ diệt thế quỷ lôi, uy năng muốn càng hơn mấy lần, người chưa hẳn có thể đỡ nổi. Mà lại, các người muốn dựa vào diệt thế quỷ lôi, bổ ra chiến thần khôi lỗi, lấy ra chu tước mảnh vỡ, áo lông ngàn sát cái kia phản đồ, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem, hắn nói không chừng sẽ còn đục nước béo cỏ, chúng ta không thể không phòng a. Nhậm Phi Phàm nói, cái gì phản đồ? Mai Thúy Châu thở dài một tiếng, nói ai, Nhậm Pháp Vương, đây chính là ta muốn ủy việc nhờ ngươi, chúng ta thiên trụ thế ra ra một tên phản đồ, hắn mang đi phong trần chi địch, đó là đã từng thiên tổ chế tạo thần khí, là thiên đấu sát thần ban thưởng cho chúng ta. Nàng hiện tại liền đem năm đó thiên trụ thế ra khổ nạn hành trình, đơn giản nói với Nhậm Phi Phàm một lần. Năm đó thiên trụ thế ra, lọt vào vô số cường giả truy sát. Cũng may mà có một nhánh phong trần chi địch nơi tay, cuối cùng mới có thể đột phá tầng tầng phong tỏa sát lục, đi tới hắc ám biên hoang. Trên thực tế, thiên trụ thế gia địa phương có thể đi, cũng chỉ có hắc ám biên hoang này loại muốn mạng cấm địa, địa phương khác đều không đi được, bởi vì cường địch vây quanh, bọn hắn vô luận trốn ở đâu, đều sẽ bị truy sát, chỉ có hắc ám biên hoang hoàn cảnh đầy đủ ác liệt, có thể ngăn cách kẻ đuổi giết bộ pháp.
mà lại bọn hắn lại có phong trần chi địch nơi tay, kẻ địch coi như nghĩ cá chết lưới rách, cũng phải ước lượng đo một cái sau lưng đại giới. Những chuyện này, Diệp Thần đã nghe Tô Vũ Nhu nói qua, trước đó Mai Thúy Châu không chịu nói, là sợ liên lụy hắn cùng Nhậm Phi Phàm. Nhưng bây giờ, kiến thức đến Nhậm Phi Phàm kinh thiên thực lực về sau, Mai Thúy Châu liền không lại che giấu. Chư thiên mặc dù lớn, cũng chỉ có hắc ám biên hoang, có thể cung cấp ta thiên trụ thế ra ẩn náu. Chúng ta trốn đến nơi đây về sau, khí thức dần dần cùng thiên địa tương dung, cũng nhận giới này thiên đạo nguyền rủa, tiếp nhận đủ loại thiên tai kiếp phạt, sa đọa thành ám tộc, nhưng ít ra là bảo vệ cổ hoàng bệ hạ đồng thao tháp cao. Chỉ là năm đó thiên đấu sát thần ban thưởng phong trần chi địch, lại bị áo lông ngàn sát cái kia phản đồ cướp đi. Mai Thúy Châu nói lên thiên trụ thế gia quá khứ tang thương, có chút cảm khái, mà đang nói đến phản đồ sự tình, cỗ này cảm khái liền biến thành phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhậm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói áo lông ngàn sát. Tên phản đồ này, người khác cũng tại hắc ám biên hoang. Vì sao muốn cướp đi phong trần chi địch? Hắn thần thức 10 điểm nhạy cảm, tại Mai Thúy Châu nâng lên áo lông ngàn sát 3 chữ thời điểm, hắn đã có thể bắt được, cái này áo lông ngàn sát. Cũng là tại hắc ám biên hoang bên trong, chỉ bất quá khoảng cách nơi này có chút xa xôi. Đến mức áo lông ngàn sát phản bội nguyên nhân, trong nháy mắt, Nhậm Phi Phàm còn không thấy rõ ràng. Mai Thúy Châu nói, việc này nhắc tới cũng là phức tạp, hắc ám biên hoang đã từng là Nhật Nguyệt hồn tộc địa bàn, tại 9 đại hồn tộc bên trong, Nhật Nguyệt hồn tộc xếp tại thứ 2, luận thực lực, gần với đệ nhất Long Xào hồn tộc, bọn hắn đối hồn thiên đế vô cùng trung thành, năm đó từng muốn tạo vĩnh hằng Nhật Nguyệt. Hiến cho hồn thiên đế. Nhậm Phi Phàm nói, vĩnh hằng nhật nguyệt, ta cũng có nghe thấy, nghe nói là vĩ đại kỳ quan. Mai Thúy Châu nói, đúng vậy a, cái kia vĩnh hằng nhật nguyệt, đang là nhật nguyệt hồn tộc chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, bọn hắn muốn đem vĩnh hằng nhật nguyệt chế tạo ra đến, từ nay về sau, toàn bộ không không lúc nào không, chỗ có địa phương, đều chịu vĩnh hằng nhật nguyệt hào quang chiếu rọi. Phàm nhật nguyệt chỗ đến, đều là hồn thiên đế lãnh thổ. Làm vĩnh hằng nhật nguyệt hào quang sáng lên, chư thế vạn giới tất cả tinh thần, đều phải biến đổi đến mức ảm đạm, hào quang đều sẽ bị che giấu, từ đó toàn bộ không không lúc nào không, thậm chí chư thiên vạn giới, cũng chỉ có vĩnh hằng nhật nguyệt hào quang, bọn hắn muốn cho hồn thiên đế biến thành ánh sáng, trở thành tuyên cổ duy nhất hào quang. Một bên Diệp Thần, nghe được tuyên cổ duy nhất hào quang mấy chữ này, nội tâm một hồi to lớn xúc động, nhìn một chút Nhậm Phi Phàm, bất quá Nhậm Phi Phàm vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Tựa hồ sớm biết Nhật Nguyệt hồn tộc dã tâm. Mai Thúy Châu nói tiếp, cái này dã tâm cùng tư tưởng, vô cùng lớn, bất quá cũng không tính đến cỡ nào không hợp thói thường. Nhưng kỳ quái là, Nhật Nguyệt hồn tộc tư tưởng ra cái này vĩ đại kỳ quan về sau, lập tức liền lọt vào thiên đạo kiếp phạt, tựa hồ là vì thiên địa bất dung. Vĩ đại kỳ quan tư tưởng, bình thường đều là thiên mã hành không, Nhật Nguyệt hồn tộc chỗ tư tưởng vĩnh hằng Nhật Nguyệt, muốn che giấu chư thiên Nhật Nguyệt tinh thần. Chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào không, dã tâm mặc dù lớn, nhưng cũng không tính không hợp thói thường. Liên Diệp Thần đạo thiên kiếm, còn có Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, luận cấu tứ, đều so này vĩnh hằng nhật nguyệt bàng lớn. Nhưng mà hai người cấu tứ vĩ đại kỳ quan, cũng không có dẫn tới thiên phạt, nhật nguyệt hồn tộc tư tưởng vĩnh hằng nhật nguyệt, liền lập tức thu nhận thiên kiếp. Nhậm Phi Phàm tựa hồ biết một chút chân tướng. Trầm giọng nói ra, bởi vì bọn hắn muốn đem hồn thiên đế biến thành ánh sáng, đây là thiên đạo chỗ không dung, đừng nói là hồn thiên đế, coi như là tinh không bỉ ngạn bên trên cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết thiên đạo tam tướng thần, bọn hắn đều còn chưa có tư cách biến thành quang. Mai Thúy Châu ngẩn ngơ, nói, biến thành ánh sáng. Cái này, đây là thiên đạo không dung sao? Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, có chút thế giới trung cực chân tướng, ngươi không biết, ta cũng biết không nhiều. Chỉ có chút mông lung khái niệm. Tu luyện là có phần cuối, thiên đạo bên trong phần cuối, là thua ngày rưỡi bước, thế giới bên ngoài phần cuối, đại khái khả năng liền là biến thành hết. Đây là tu luyện trung cực, là không thể đụng vào cấm kỵ, tiên Phật thần thánh cũng tốt, yêu ma quỷ quái cũng tốt, đều không thể đụng vào cái này cấm kỵ. Nhật Nguyệt hồn tộc lại muốn nắm hồn thiên đế biến thành ánh sáng, khi bọn hắn có ý nghĩ này, liền đã xúc phạm thiên điều, thiên đạo hạ xuống nguyền rủa thiên tai. Đem hắc ám biên hoang chèn ép thành diệt sạch cấm địa, cũng là chuyện tình đương nhiên. Mai Thúy Châu ngốc ngốc xuất thần, nói, nguyên lai chân tướng thì ra là như vậy, ta chỉ biết là Nhật Nguyệt hồn tộc xúc phạm cấm kỵ, lại không biết cấm kỵ chân tướng.
Nhậm Phi Phàm khoát tay một cái nói, ta cũng chỉ là suy đoán, một chút mơ hồ suy tính thôi, chân chính chân tướng, ta cũng không xác định, thiên đạo bên trong thế giới đã là vô cùng mênh mông, cuối cùng vạn thế cũng không thể nhìn trộm một phần vạn, chớ nói chi là thế giới bên ngoài cùng tu luyện trung cực. Mai Thúy Châu nói, Nhậm Pháp Vương, người có thể nhìn trộm đến này chút, đã rất đáng gờm rồi, thiếp thân bội phục. Năm đó thiên phạt buông xuống, hắc ám biên hoang biến thành chết hết cấm địa, Nhật Nguyệt hồn tộc cả tộc thoát đi, bây giờ cái kia phản đồ áo lông ngàn sát, đang ở Nhật Nguyệt hồn tộc năm đó chủ thành, Nhật Nguyệt hồn thành di tích bên trong. Nhậm Phi Phàm nói, ồ, hắn chạy thế nào đi qua, là vì, khai thác ám hồn thiên thạch. Lúc này nghe Mai Thúy Châu lời nói, Nhậm Phi Phàm đối thiên cơ nhìn rõ, cũng là dần dần đi sâu, nhìn thấy đủ loại che giấu. Mai Thúy Châu cả kinh nói, Nhậm Pháp Vương, người thật sự là pháp nhãn như đuốc, thấy rõ, đã nhìn trộm ra nhân quả sao? Nhậm Phi Phàm nói, chẳng qua là hơi nhìn trộm đến một điểm, người nói. Mai Thúy Châu ừ một tiếng, liền nói tiếp thiên phạt buông xuống về sau, hắc ám biên hoang sinh vật chết hết, nhưng vô cùng vô tận thiên tai cùng kiếp nạn, nhưng cũng trong lòng đất hạ ấp ủ tích tụ, dần dần liền biến thành khoáng mạch, là vì ám hồn thiên thạch, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt thiên kiếp năng lượng. Loại thiên kiếp này năng lượng khó mà lợi dụng, nhưng một khi lợi dụng thỏa đáng, là có thể bộc phát ra vô cùng uy lực khủng bố. Nhật Nguyệt hồn tộc phát hiện này loại khoáng thạch về sau, đã từng muốn về tới đảo bới, dùng để làm thành phục sinh hồn thiên đế tài liệu, nhưng hắc ám biên hoang hoàn cảnh thực đang trở nên quá ác liệt, bọn hắn căn bản là không có cách sinh tồn, chỉ có thể từ bỏ coi như thôi. Nhưng cổ tinh môn có một vị cường giả, lại có thể tại hắc ám biên hoang dừng chân. Hắc ám biên hoang hoàn cảnh cực đoan ác liệt, thiên tai vô tận, trong không khí lại không có thiên địa linh khí, tràn ngập đủ loại hỗn loạn hỗn độn thừa số, liền Nhậm Phi Phàm đều không yên lòng nhường Diệp Thần đơn độc mạo hiểm, cho nên đi theo đến đây. Cũng may mà hắn có siêu phẩm thiên đế thực lực, khí chàng thả ra, cũng đủ để bảo hộ Diệp Thần, nếu như hắn chẳng qua là một cái bình thường thiên đế, tiến vào hắc ám biên hoang là vô cùng nguy hiểm. Đã từng Nhật Nguyệt hồn tộc, cũng là bởi vì hắc ám biên hoang hoàn cảnh biến quá mức ác liệt, cho nên bọn hắn vô pháp quay về. Lúc này nghe được cổ tinh môn cũng có một vị cường giả, có thể tại hắc ám biên hoang dừng chân, Nhậm Phi Phàm cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền động minh thiên cơ, nói, là kính thiên đế. Mai Thúy Châu chấn động, nói, đúng vậy, liền là cái kia kính thiên đế, hắn thần thông rất lợi hại, lợi dụng kính tượng hình chiếu thủ đoạn, có thể đem phân thân của mình phóng xuống đến, tự do chuyển động. Hoàn toàn không nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Hắn còn dựa vào kính tượng phỏng chế thủ đoạn, phỏng chế ra ngàn ngàn vạn vạn đầu tai thú, bức bách ta thiên trụ thế gia, xung làm hắn nô công, vì hắn đảo bới ám hồn thiên thạch. Nhậm Phi Phàm nói, hắn đảo bới ám hồn thiên thạch làm cái gì? Mai Thúy Châu nói, mặt ngoài nói là cầm lấy đi chế tạo hiên viên vương, nhưng trên thực tế hắn có hắn tư tâm, hắn tư tưởng ra một cái gọi thiên kiếp thần chiếu kính vĩ đại kỳ quan. Cái thiên kiếp này thần chiếu kính chiếu ở đâu, thiên kiếp liền có thể rơi ở đâu, này kỳ quan nếu là đúc thành, hắn có thể trực tiếp nghiền ép cổ tinh môn nội bộ vô số cường giả, trở thành chí cao chúa tể. Mà ám hồn thiên thạch, liền là hắn nhìn chúng tài liệu, nhưng hắn cũng không có khả năng tự mình đào mở, cho nên liền bức bách chúng ta khi hắn nô công. Nhậm Phi Phàm cùng Diệp Thần nhìn nhau, hai người đều không nghĩ tới, hắc ám biên hoang sau lưng, đúng là có kính thiên đế thân ảnh. Diệp Thần nghĩ đến lúc lên núi thấy một tòa ngôi mộ, nhân tiện nói, các ngươi không chịu, tộc nhân liền bị kính thiên đế giết chết. Mai Thúy Châu rơi lệ nói, đúng vậy, nam nhân đều chiến chết rồi, chúng ta yên tĩnh chết cũng không chịu làm nô. Diệp Thần nói, cái này kính thiên đế, lại lợi hại như thế, giết các ngươi tất cả nam nhân. Mai Thúy Châu nói, kỳ thật luận sức chiến đấu, một mình hắn, không có khả năng nghiền ép chúng ta thiên trụ thế gia toàn tộc, nhưng hắn kính tượng thần thông. Thực sự quá xảo trá, tại một lần nào đó diệt thế quỷ lôi buông xuống thời điểm, thế mà lợi dụng kính tượng phản xạ thủ đoạn, đem toàn bộ thiên kiếp thần lôi, đều phản chiếu đến trên người chúng ta, cái kia coi như có đồng thau tháp cao cũng không ngăn được. Hơn nữa lúc ấy, áo lông ngàn sát tên phản đồ này, mang đi phong trần chi địch, trực tiếp đối kính thiên đế khúm núm đầu hàng, thậm chí trái lại giúp nó công kích chúng ta. Ta thiên trụ thế gia chiến sĩ, ban đầu coi như đối mặt thao thiên diệt thế quỷ lôi. Cũng không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng bị cái kia phản đồ dùng phong trần chi địch phong bế đan điền, rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều thi triển không ra, cái cuối cùng cái tươi sống bị thiên lôi đánh chết.
Nói xong lời cuối cùng, Mai Thúy Châu vành mắt đỏ bừng, không ở rơi lệ, đã không đành lòng nói thêm gì đi nữa, chung quanh bọn nữ tử cũng là ảm đạm nức nở. Thiên trụ thế gia chiến sĩ chết hết, không chỉ là kính thiên đế công kích, còn có áo lông ngàn sát tên phản đồ này. Bây giờ áo lông ngàn sát cái kia phản đồ, cùng hắn bộ tộc kia thuộc hạ, tất cả đều tại Nhật Nguyệt Hồn Thành, giúp kính thiên đế khai thác ám hồn thiên thạch, kính thiên đế thường cách một đoạn thời gian, sẽ buông xuống một lần thu lấy, cũng mưu đồ lấy triệt để công diệt ta thiên trụ thế gia, chỉ là bởi vì chúng ta có đồng thao tháp cao bảo hộ, chỉ cần kiên thủ không ra, hắn cũng là không có biện pháp gì tốt. Bây giờ thiên trụ thế gia, chỉ còn lại có mấy trăm nữ tử, muốn bảo vệ vài trăm người, cái kia đồng thao tháp cao bảo hộ lực lượng, tự nhiên là dư xài, đỉnh cấp thiên đế đều không thể công phá. Nhậm Mang Pháp Vương, nếu như ngươi không sợ tiêm nhiễm nhân quả, thiếp thân chỉ cầu ngươi đi Nhật Nguyệt Hồn Thành một chuyến, đánh giết áo lông ngàn sát cái kia phản đồ, đoạt lại phong trần chi địch. Sau khi chuyện thành công, ta thiên trụ thế gia, nhất định quy thuận luân hồi trận doanh, ngươi mong muốn giao găm mưa bản vẽ, thiếp thân cũng có thể cho ngươi. Mai Thúy Châu đôi mắt mang theo một tia khát vọng, nhìn chăm chú Nhậm Phi Phàm, chỉ muốn cầu Nhậm Phi Phàm ra tay, thanh lý môn hộ, mang về đã từng thiên đấu sát thần ban thưởng tới thần khí. Nhậm Phi Phàm biết được chuyện hết thảy chân tướng, hơi hơi cúi đầu trầm ngâm, nếu hắc ám biên hoang, ngoại trừ thiên trụ thế ra bên ngoài, còn có áo lông ngàn sát cái kia một nhánh phản đồ, thậm chí sau lưng còn có thể có kính thiên đế cái bóng, vậy hắn liền không thể tùy ý chọn hấn thiên đạo, thu hút diệt thế quỷ lôi. Bằng không đợi diệt thế quỷ lôi buông xuống, kẻ địch rất có thể sẽ quấy rối. Chỉ có trước quét sạch kẻ địch, hắn có thể yên tâm tiến hành bước kế tiếp. Ta không thể tùy tiện ra tay, Diệp thần, này thanh lý môn hộ sự tình, vẫn phải ngươi đi. Nhậm Phi Phàm lắc đầu, tầm mắt cuối cùng lại nhìn phía Diệp thần. Diệp thần sững sờ, nói ta. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta mới vừa phá nhỏ thiên lôi kiếp, chỉ dùng không đến một thành lực lượng. Còn có thể che giấu, nếu là làm to chuyện giết người, máu tươi sát lục, là dù như thế nào đều không che giấu được. Một khi ta bại lộ, Hồng Quân ngay lập tức sẽ đánh lén luân hồi tinh giới, cho nên, vẫn là được ngươi ra tay, ổn thỏa nhất. Diệp thần nhíu nhíu mày, hướng Mai Thúy Châu hỏi, cái kia phản đồ áo lông ngàn sát, thực lực như thế nào? Mai Thúy Châu nói, hắn từng là ta thiên trụ thế gia hộ pháp, thực lực mặc dù không như gương thiên đế. Nhưng cũng là một cái thiên đế. Thiên đế cấp bậc cường giả, không thể coi thường, Mai Thúy Châu chỉ sợ Diệp thần vô pháp đối phó. Mà lại, áo lông ngàn sát sau lưng, còn có kính thiên đế cái bóng. Kính thiên đế, đây chính là đỉnh cấp thiên đế. Diệp thần trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Mai Thúy Châu nhìn về phía Nhậm Phi Phàm nói, Nhậm Pháp Vương, không bằng vẫn là ngươi. Nhậm Phi Phàm lắc đầu nói, ta không thể tùy tiện bại lộ, nhưng Diệp thần đi liền có thể. Mai Thúy Châu nói, có thể là. Nàng đối Diệp thần thực lực, biểu thị hoài nghi. Tuy nói Diệp thần tại cùng thế hệ bên trong, hoành ép hết thảy thiên tài vô địch, thiên nguyên cảnh chi thân, thậm chí đã là nghịch phạt cửu đỉnh cảnh vô địch, nhưng bây giờ phải đối mặt kẻ địch, có thể là đã từng thiên trụ thế gia hộ pháp, cái kia phản đồ áo lông ngàn sát thực lực, đã đạt đến thiên đế cảnh. Mai Thúy Châu cũng không cho rằng, Diệp thần có thể nghịch phạt thiên đế bản sự. Ở đây bọn nữ tử, cũng là xì xào bàn tán, rối loạn tưng bừng, người người cũng không tin, Diệp thần có thể chiến thắng thiên đế. Coi như Diệp thần có đúc tinh long thần trợ lực, nhưng dù sao đúc tinh long thần, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, thực lực không lớn bằng lúc trước, có thể cung cấp nhiều ít trợ giúp, cũng cần đánh một cái dấu hỏi. Nhậm Phi Phàm nói, Diệp thần, người cứ việc đi chính là. Nếu quả như thật đánh không lại, người gặp nguy hiểm, lại kêu gọi ta buông xuống cũng không muộn. Nhậm Phi Phàm cũng không muốn tùy tiện động thủ, bằng không bại lộ tự thân, sẽ dẫn phát rất nhiều bất trắc tai biến. Hắn là một khối ép khoang thuyền thạch, là cuối cùng át chủ bài, lại không phải tiên phong. Diệp thần tầm mắt chuyển động, cũng biết Nhậm Phi Phàm cố kỵ, hắn nghĩ đến chính mình có đúc tinh long thần trợ lực, chặn đánh khoảnh khắc phản đồ áo lông ngàn sát, cũng không phải quá gian nan sự tình, nhân tiện nói tốt. Nhậm tiền bối, ta đây tới ra tay, thanh lý môn hộ. Nhậm Phi Phàm nói, tốc chiến tốc thắng, tốt nhất đừng xúc động kính thiên đế. Diệp thần nói, tốt. Nếu như chẳng qua là một cái áo lông ngàn sát, Diệp thần tự tin phối hợp đúc tinh long thần, hẳn là đầy đủ bắt lại, liền sợ kính thiên đế buông xuống.
Kính Thiên Đế là đỉnh cấp thiên đế, nếu là hắn tới, cái kia chỉ sợ đến Nhậm Phi Phàm tự mình ra tay áp chế. Thương nghị cố định, chuyện kia liền cấp bách, bằng không thời gian trì hoãn, thiên cơ tiết lộ ra ngoài, cái kia phản đồ áo lông ngàn sát có phòng bị, liền khó đối phó. Diệp Thần hỏi rõ ràng Nhật Nguyệt Hồn Thành tọa độ, liền lập tức phi thân xuất phát. Mai Thúy Châu, Tô Vũ Nhu chờ nữ tử, đều là vô cùng lo lắng, các nàng đều sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, cũng hoài nghi Diệp Thần không có thực lực này, có thể đánh giết áo lông ngàn sát. Nhậm Phi Phàm tầm mắt thâm thúy, nhìn chăm chú Diệp Thần đi xa thân ảnh, Diệp Thần chuyến này, thắng bại thành bại, tại hắn suy tính dưới, chỉ có 5 năm số lượng, tràn đầy không xác định nguy hiểm. Bất quá có hắn tại nơi này, chí ít có thể dùng cam đoan Diệp Thần an toàn. Diệp Thần, tốt nhất đừng để cho ta ra tay a, bằng không ta như bại lộ, biến số nhiều lắm. Nhậm Phi Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự mình lẩm bẩm lắc đầu. Lúc này Diệp Thần, đang một đường hướng về Nhật Nguyệt Hồn Thành phương hướng chạy đi, dần dần trời đã sắp sáng, tinh nguyệt hào quang biến mất, cái kia tinh hồng thiên đạo khối Rubik hư ảnh, một lần nữa hiện lên ra tới. Bầu trời lần nữa trở nên khói mù răng đầy, đỏ sậm cùng hắc ám đám mây che đậy thiên vũ, thoạt nhìn còn không bằng tối hôm qua tinh nguyệt đêm ánh sáng. Tại cái kia tinh hồng khối Rubik chiếu rọi đến, toàn bộ hắc ám biên hoang, đều bao phủ một tầng bầu không khí ngột ngạt, mỏng manh lại tràn ngập hỗn độn thừa số không khí, để cho người ta hô hấp lấy liền vô cùng khó chịu, ven đường rất nhiều tai thú, càng là bị Diệp Thần mang đến tầng tầng hiểm trở. Diệp Thần che giấu khí tức, tránh cho hết thảy không cần thiết chiến đấu, rốt cục tại ngày thứ hai lúc xế chiều, đi tới Nhật Nguyệt Hồn Thành chỗ. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là một tòa thật to thành trì đường nét, tòa thành trì này, nhưng không có gặp mảy may thiên tai nguyền rủa ăn mòn, tại thành trì vùng trời, lơ lửng một mặt to lớn tấm gương. Tấm gương kia, chậm rãi chuyển động, chính diện trong mặt gương, in một vành mặt trời, mặt trái điêu khắc một vầng trăng sáng. Chậm rãi chuyển động lớn cái gương lớn. Nhật Nguyệt hào quang, không ngừng biến ảo giao thế, toát ra mênh mông thần mang, bao phủ lại toàn bộ thành trì, hình thành một cỗ to lớn sức mạnh thủ hộ, đúng là ngăn trở thiên đạo khối Rubik nguyền rủa. À, đây chính là cái kia vĩnh hằng Nhật Nguyệt, bị kính thiên đế cải tạo qua. Luân hồi mộ địa bên trong, đúc tinh long thần nhìn xem treo ở trên trời tấm gương, cái kia không ngừng luân chuyển Nhật Nguyệt vầng sáng, khiến cho hắn trong nháy mắt xuyên thủng thiên cơ, biết đây chính là Nhật Nguyệt hồn tộc. Ngày xưa chế tạo kỳ quan, vĩnh hằng Nhật Nguyệt. Năm đó, Nhật Nguyệt hồn tộc dã tâm cực lớn, muốn tạo ra vĩnh hằng Nhật Nguyệt, thay thế chư thiên hết thảy Nhật Nguyệt tinh thần, chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào không, thậm chí, bọn hắn mong muốn nhường hồn thiên đế, biến thành vạn cổ duy nhất ánh sáng. Đơn thuần là vĩnh hằng Nhật Nguyệt tư tưởng, cũng sẽ không xúc động thiên nộ, nhưng bọn hắn mong muốn nhường hồn thiên đế biến thành ánh sáng, lại phạm vào chí cao cấm kỵ, thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Hắc ám biên hoang đã thành bị nguyền rủa cấm địa, cái kia vĩnh hằng Nhật Nguyệt kỳ quan, cũng bị đánh nát. Bất quá kính thiên đế thủ đoạn lợi hại, đem phá toái vĩnh hằng Nhật Nguyệt, một lần nữa ngưng tụ, cũng lợi dụng chính mình kính đạo thần thông, chế tạo ra này mặt Nhật Nguyệt chi kính. Này mặt Nhật Nguyệt chi kính, ẩn chứa vĩnh hằng Nhật Nguyệt tư tưởng, bất quá kính thiên đế từ bỏ Nhật Nguyệt hồn tộc dã tâm, hắn cũng không vọng tưởng đi chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào không. Chẳng qua là chiếu rọi Nhật Nguyệt hồn thành một phương tiểu thế giới. Tại Nhật Nguyệt chi kính chiếu rọi đến, Nhật Nguyệt hồn thành nghiễm nhiên thành một khối tịnh thổ, không có nhận đến thiên đạo nguyền rủa tai họa ảnh hưởng. Tại ngoại ô khoáng mạch bên trên, đang có từng cái nô công, tại đào bới lấy khoáng thạch. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, những nô công đó đào bới ra khoáng thạch, hiện ra đen kịt hỗn độn màu sắc, mặt ngoài lượn lờ lấy từng sợi bạo ngược sương mù, vừa nhìn liền biết ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Điều này hiển nhiên liền là hắc ám biên hoang đặc sản, ám hồn thiên thạch. Kính thiên đế cũng là thủ đoạn cao cường, chế tạo Nhật Nguyệt chi kính, thủ hộ một phương, khiến cái này nô công an tâm cho hắn lấy quặng. Diệp Thần thấy tại đây ngoại ô khoáng mạch bên trên, còn có không ít giám sát, dẫn theo roi, tại đốc thúc lấy nô công lấy quặng. Những người này, toàn bộ là áo lông ngàn sát cái kia một chi tộc nhân. Áo lông ngàn sát đầu phục kính thiên đế. Tộc nhân của hắn đều bị hắn bán thành nô công. Diệp Thần nhìn thấy nô công nhóm đào bới ám hồn thiên thạch, tập trung chất đống cửa thành chỗ, chất thành một tòa núi nhỏ, mỗi một khối ám hồn thiên thạch, bên trong đều ẩn chứa thiên kiếp năng lượng, chồng chất vào, phảng phất như là một đống lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thuốc nổ, thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Chủ nhân,
những cái kia khoáng thạch, cho ta. Đúng lúc này, Diệp Thần trong lòng vang lên một đạo hư nhược thanh âm. Đúng là huyết long thanh âm. Huyết long, người đã tỉnh. Diệp Thần nghe được huyết long thanh âm, lập tức vui vẻ. Trước đó tại thương linh dược giới, hắn đánh với huyết đồ xương một trận, huyết long ra sức rất nhiều, cuối cùng tiêu hao rất lớn, rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này Diệp Thần nhìn thấy nó tô tỉnh, tất nhiên là mừng rỡ. Huyết long nói, chủ nhân, ta mặc dù tỉnh lại, nhưng trước đây tiêu hao quá lớn, bây giờ vẫn là hết sức suy yếu, người đem những cái kia khoáng thạch đoạt lại, cho ta bổ dưỡng thân thể. Diệp Thần nói, ám hồn thiên thạch sao? Huyết long nói, đúng. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, những cái kia ám hồn thiên thạch, bên cạnh có không ít cường giả đang tại bảo vệ, thậm chí còn có từng con mạnh mẽ tai thú thủ hộ lấy, nếu là hắn khinh cử vọng động, sẽ không có kết quả tử tế. Ta sẽ nghĩ biện pháp, huyết long ngươi chờ một chút. Diệp Thần đầu tiên là trấn an huyết long nói ra. Huyết long ừ một tiếng, suy yếu phía dưới, lại lâm vào ngủ say. Diệp Thần cảm thấy nói thầm, ta nguyên lai tưởng rằng nơi này chỉ có áo lông ngàn sát một địch nhân, không nghĩ tới còn có nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn có không ít mạnh mẽ tai thú, ngược lại không tốt đối phó. Trước mắt tình thế, so Diệp Thần trong tưởng tượng, còn gai góc hơn rất nhiều. Tiểu gia hỏa, người xem này người. Đúng lúc này, đúc tinh long thần thanh âm, lại tại Diệp Thần trong lòng vang lên, mang theo chút kinh ngạc ý vị. Diệp Thần dọc theo đúc tinh long thần chỉ, nhìn sang, liền thấy quặng mỏ bên trong, có một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, ăn mặc rách dưới áo vải, cũng đang đào mỏ. Bất quá cô bé kia, không cần bất luận cái gì công cụ, lại có thể là tay không đào quáng. Bàn tay của nàng, nhìn như nhỏ bé yếu đuối, nhưng tay không đào mở lớp quặng, tựa như xuyên thấu đậu hũ, người khác lấy quặng, đều là một khối nhỏ đào bới, nhưng nàng lại là lớn nhất khối khoáng thạch móc ra, sau đó khiêng ở đầu vai bên trên, đi lại vững vàng hướng về chỗ cửa thành đi đến. Nàng vai khiêng khoáng thạch, so với nàng thân thể còn muốn lớn hơn nhiều, nàng khiêng trên vai, tựa như con kiến khiêng một quả lớn trái cây, nhưng nàng mảy may cũng không tốn sức, lực lượng to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi, thấy cô bé này bất phàm. Tại hắn nhìn chăm chú tiểu nữ hài thời điểm, luân hồi mộ địa lại đột ngột xuất hiện dị động, cái kia dị động đến từ hắn cất giữ chiến thần khôi lỗi. Chiến thần khôi lỗi cùng cô bé kia, tựa hồ có một cỗ đặc thù cộng minh, ban đầu hôn mê chiến thần khôi lỗi, lúc này lại có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Thần cùng đúc tinh long thần đều giật nảy mình, chiến thần khôi lỗi thực lực không thể coi thường, nếu là tỉnh lại, vậy nhưng đây thiệt là phiền. Thiên quỹ pháp nghi kiếm, phong tỏa. Đúc tinh long thần tay mắt lanh lẹ, bắn ra từng đạo kiếm khí, mang theo tinh quỹ nguyệt dụng cụ khí thế, kiếm khí rơi vào chiến thần khôi lỗi bốn phía, hình thành một cái kiếm trận, đem hắn phong tỏa ở trong đó, cũng cắt đứt chiến thần khôi lỗi cùng cô bé kia cộng minh liên lạc. Chiến thần khôi lỗi lại lần nữa yên tĩnh lại, đúc tinh long thần biểu lộ lại trở nên vô cùng âm trầm, hướng Diệp Thần nói. Tiểu gia hỏa, việc lớn không ổn, cô bé kia, tựa hồ là đấu chiến thần chuyển thế a. Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, nói cái gì, đấu chiến thần chuyển thế. Đúc tinh long thần nhìn chằm chằm cô bé kia, lại nhìn một chút luân hồi trong mộ địa chiến thần khôi lỗi, tại trong nháy mắt, bắt được đủ loại vi diệu thiên cơ mạch lạc, thanh âm hắn mang theo một tia sợ hãi, nói. Ta hẳn không có nhìn lầm, nói đúng ra, cô bé kia là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế. Năm đó đấu chiến thần nghịch thiên bỏ mình, hóa thành kiếp cho tàn bên trong rơi xuống ra hắn thân thể xá lợi cùng linh hồn xá lợi, hắn thân thể xá lợi biến thành khôi lỗi, đã tại chúng ta nơi này. Hắn linh hồn xá lợi, lại tựa hồ như chuyển thế thành tiểu nữ hài này. Diệp Thần nghe đúc tinh long thần nói, chỉ kinh sợ nổi da gà, hỏi cái kia tiểu nữ hài này, thiện hay ác? Nàng thế mà thành áo lông ngàn sát nô công. Đúc tinh long thần trầm giọng nói, nàng thiện hay ác, ta cũng không biết, nhưng nàng hẳn còn chưa biết thân thế của mình, bằng không, không có khả năng cam nguyện làm một cái nô công. Diệp Thần nhìn về phía cô bé kia, gặp nàng ánh mắt lạnh lùng, đầy mặt chết lặng, nhân tiện nói, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng là không quá cam nguyện. Đúc tinh long thần nói, nàng hẳn là vẫn không có thể trưởng khống lực lượng của mình, bằng không đừng nói kia cái gì áo lông ngàn sát, coi như kính thiên đế tới, cũng không có khả năng áp chế nàng. Chỉ thấy cô bé kia lại đào ra một khối to lớn khoáng thạch,
khiêng trở lại chỗ cửa thành buông xuống, một cái phụ trách giám sát râu quai nón đại hán, cười nói với nàng. Mạt Lị, hôm nay làm rất tốt, đợi chút nữa liền có thể nghỉ ngơi. Tiểu nữ hài ừ một tiếng, chết lặng gương mặt bên trên, thoáng hiện ra một luồng sinh khí, nói ta muốn ăn đùi gà. Cái kia râu quai nón đại hán sảng lãng cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Tiểu nữ hài nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, chất phác mặt lại hơi lộ ra một vệt ý cười, sau đó nụ cười lại rất nhanh thu liễm lại đến, cả người một lần nữa trở nên lạnh lùng cùng yên lặng, bỗng nhiên hồi thân chỉ Diệp Thần ẩn náu phương hướng, nói. Nơi này có người. Diệp Thần đang ẩn náu tại quạng mỏ phụ cận trong rừng cây, bị cô bé kia nhất chỉ, lập tức lông tơ nổ tung. Cái kia râu quai nón đại hán sững sờ, nói cái gì? Tiểu nữ hài nói, nơi này có người trốn tránh, trong lòng có sát khí. Cái kia râu quai nón đại hán lập tức chấn động, bóp cái linh quyết, trên trời nhật nguyệt chi kính chuyển động, ông một tiếng, bắn ra một đạo kính quang, chiếu vào Diệp Thần ẩn náu địa phương. Lập tức, Diệp Thần thân ảnh, liền bị soi ra tới. Ban đầu hắn còn có dịch dung ngụy trang, nhưng nhật nguyệt chi kính vừa chiếu, hắn cái gì ngụy trang đều bị phá đi, huyết mạch chỗ sâu luân hồi khí tức, cũng là triệt để bạo lộ ra. Ở đây hết thảy nô công, giám sát, bọn thủ vệ, khi nhìn đến Diệp Thần thân ảnh, cảm nhận được hắn luân hồi khí về sau, lập tức đều chấn động, một mảnh kinh hãi. Cái kia râu quai nón đại hán hoảng sợ nói, cái gì, lại có thể là luân hồi chi chủ. Trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ, thế mà xuất hiện tại Nhật Nguyệt Hồn Thành, nhưng vị kia râu quai nón đại hán khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng sinh ra kinh khủng. Nhưng hắn nghĩ lại, nơi này là ta Nhật Nguyệt Hồn Thành địa bàn, còn đến phiên hắn hung hăng càn quấy hay sao? Trên trời treo chiếu rọi Nhật Nguyệt chi kính, mang cho cái kia râu quai nón đại hán to lớn lòng tin, hắn dương lên roi, quát, người tới, đem hắn bắt lại. Quạng mỏ bên trên đám vệ binh, sớm nghe qua Diệp Thần đủ loại truyền kỳ, nhưng gặp hắn lúc này chỉ có lẻ loi một mình, bọn hắn liền cấp tốc tỉnh táo lại, mang theo từng con tai thú, như lang như hổ hướng về Diệp Thần xung đi. Chư thế chí tôn pháp, mở. Diệp Thần nhìn thấy mình đã bại lộ, hiện tại càng không nương tay, không nói hai lời, liền thi triển ra mộ táng cung tuyệt học, chư thế chí tôn pháp. Này chư thế chí tôn pháp, chính là mộ táng cung năm đại tuyệt học một trong, vừa thi triển ra, Diệp Thần toàn thân lập tức toát ra sáng chói thần quang, cả người khí thế tăng vọt, sau lưng hiển hóa ra một tôn chí tôn vô địch to lớn pháp tướng, hiện lên đế hoàng chi tư. Oanh! Diệp Thần liền một trưởng oanh ra, trời long đất lở, bài sơn đảo hải, trưởng thế giống như là biển gầm, đem chém giết tới rất nhiều vệ binh cùng tai thú, đánh cho người bay thú đảo, máu thịt be bét. Cái kia râu quai nón đại hán kinh dị, muốn đi hướng cửu thiên sát bẩm báo, nhưng lại không dám kinh động hắn pháp giá, liền vội vàng hướng bên người tiểu nữ hài nói, Mạt Lị, người nhanh đi đem cái kia luân hồi chi chủ giết. Tiểu nữ hài nói, ta muốn ăn đùi gà. Râu quai nón đại hán hoảng hốt vội nói, cho ngươi, đều cho ngươi. Ngươi nhanh đi giết chết hắn. Tiểu nữ hài ừ một tiếng, lạnh lùng chết lặng gương mặt bên trên, không mang theo mảy may biểu lộ, liền cất bước hướng Diệp Thần đi đến. Nàng bộ pháp thoạt nhìn rõ ràng không vui, nhưng liền thoáng chớp mắt ở giữa, nàng lại liền vượt ngang hư không, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần kinh hãi, đã thấy tiểu nữ hài bóp quyền, một quyền hướng đầu hắn đánh tới. Một quyền này, thoạt nhìn không có mảy may lòe loẹt, chỉ có thuần túy dã man bạo lực. Sử dụng ra một quyền này tiểu nữ hài, quả thực là một đầu bạo long cự thú, đơn giản nắm đấm bên trong, ẩn chứa kinh thiên sức chiến đấu. Diệp Thần cảm thấy đại chấn, cô bé này mang cho hắn áp lực, cùng lúc trước chiến thần khôi lỗi so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, quả thực là khủng bố. Đúc tinh long thần, giúp ta. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần kêu gọi đúc tinh long thần. Hắn biết nghĩ dựa vào lực lượng của mình, đối kháng tiểu nữ hài này, vẫn là quá gian nan. Dù sao, tiểu nữ hài thân phận, quá kinh khủng, nàng không phải người bình thường, mà là đấu chiến thần linh hồn xá lợi chuyển thế. Kiếp trước của nàng, liền là thời đại viễn cổ trong truyền thuyết cấp cao nhất cường giả một trong đấu chiến thần, nàng coi như chỉ kế thừa đấu chiến thần một phần vạn lực lượng, đều đủ để một quyền đánh nổ một cái thiên đế. Này loại kinh khủng tồn tại, Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới. Thế mà sẽ xuất hiện tại Nhật Nguyệt Hồn Thành bên trong, theo góc độ nào đó tới nói, tiểu nữ hài này, so với kia cái gì cửu thiên sát, còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Núc Tinh Long Thần nghe được Diệp Thần kêu gọi, xoay chuyển ánh mắt, lại nói, tiểu gia hỏa, đừng nóng vội, chúng ta trước giả bộ lạc bại, trộn lẫn vào trong thành lại nói. Diệp Thần khẽ cắn môi, giả bộ lạc bại, nói đùa cái gì, cô bé này nắm đấm khủng bố như thế, nếu như bị nàng một quyền đánh thật, cái kia Diệp Thần chỉ có chết. Tuy nói hắn có một giọt hồn huyết, ký thác vào tinh không bên trong thần trì, coi như bị đánh chết, cũng có thể phục sinh. Nhưng thời khắc sinh tử có đại khủng bố, bóng ma tử vong sẽ cho đạo tâm mang đến to lớn nghiệt chướng, mà lại coi như có thể phục sinh, hắn cũng muốn lâm vào nhất đoạn thời gian dài suy yếu, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thần cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, mắt thấy tiểu nữ hài một quyền oanh đến, Diệp Thần rất nhiều thủ đoạn đều không thể ngăn cản, đành phải tế ra thiên bi. Phịch một tiếng tiếng vang, tiểu nữ hài chặt chẽ vững vàng một quyền, đánh vào thiên trên tấm bia. Thiên bi ẩn chứa lực lượng cường đại, dọc theo tiểu nữ hài nắm đấm, phản chấn đến nàng non nớt trên thân thể, nàng rên khẽ một tiếng, hơi có chút chật vật lảo đảo lui về sau đi, lại là 10 điểm khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần, nói ra. Người này, thật mạnh. Diệp Thần tại thiên bi thủ hộ dưới, không có bị đánh chết, nhưng trong lúc vội vã tế ra thiên bi, thủ hộ không chu toàn, tiểu nữ hài một quyền kia, vẫn là có tương đương một phần lực lượng, nổ tung đến Diệp Thần trên thân. Răng rắc, tại trong chớp mắt, Diệp Thần toàn thân không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương cốt, khóe miệng cũng thẩm thấu ra máu tươi, cả người vô cùng chật vật ngã nhào trên đất, lập tức bị trọng thương. Cái kia râu quai nón đại hán thấy thế, hoảng vội vàng kêu lên, nhanh, nhanh, mau đưa hắn bắt lại. Còn lại vệ binh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem Diệp Thần tóm lấy. Núc Tinh Long Thần, ngươi là muốn ta chết à? Diệp Thần nhếch nhếch miệng. Rất là bất đắc dĩ, tuy chỉ tiếp nhận tiểu nữ hài một phần nhỏ lực quyền, nhưng hắn chịu trùng kích, vẫn là quá hung mãnh, thương thế trên người nghiêm trọng, đầu vang ong ong, rất nhanh hắn liền ngất đi. Chờ Diệp Thần khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã bị giam tại một cái ẩm ướt trong phòng giam âm u mặt, bên ngoài có mấy cái ngục tốt tại trấn giữ, mà trên người hắn lại buộc chặt lấy từng đầu cấm chế xích sắt. Diệp Thần lay động một thoáng có chút mơ hồ đầu, hồi ức chuyện lúc trước. Chính mình là bị cái kia đấu chiến thần chuyển thế tiểu nữ hài đả thương, thương thế có chút nghiêm trọng, lúc này toàn thân xương cốt vẫn là trận trận đứt gãy đau đớn. Núc Tinh Long Thần, vì cái gì không giúp ta? Diệp Thần lập tức câu thông luân hồi mộ địa, trước đây hắn cùng tiểu nữ hài một trận chiến, ban đầu nghĩ kêu gọi Núc Tinh Long Thần trợ chiến, nhưng người sau lại thờ ơ. Lúc này nghe được Diệp Thần kêu gọi, Núc Tinh Long Thần thân ảnh, theo mộ bia bên trong nổi lên, cười hì hì rồi lại cười. Nói tiểu gia hỏa, không giúp được a, cô bé kia là đấu chiến thần chuyển thế, ta có thể đánh không lại. Hắc hắc, bất quá mục đích của chúng ta chuyến này, là muốn giết chết cửu thiên sát cái kia phản đồ, thu hồi phong trần chi địch, cũng là không cần quản cô bé kia, nàng còn ở bên ngoài đào quáng đây. Bây giờ chúng ta trộn lẫn vào trong thành, liền có cơ sẽ trực tiếp giết chết cửu thiên sát. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, ta liền cửu thiên sát mặt đều chưa thấy qua. Núc Tinh Long Thần cười nói, người hôn mê hai ngày, hắn tới nhìn qua ngươi, dự định đem ngươi đi bán. Diệp Thần nói, cái gì? Núc Tinh Long Thần nói, hắc hắc, hắn không giết ngươi, định đem ngươi bán cho Sửu Thần, hai ngày này đoán chừng sẽ có Sửu Thần tộc sứ giả buông xuống. Diệp Thần nhướng mày, nói, nắm ta bán cho Sửu Thần. Núc Tinh Long Thần nói, đúng vậy, cửu thiên sát tên kia, năm đó tham sống sợ chết, hướng kính thiên đế đầu hàng. Lại không phải thật tâm quy thuận, hắn cũng bị kính thiên đế nghiền ép lợi hại, thời khắc đều nghĩ thoát thân. Lần này bắt được ngươi, hắn là nghĩ đầu cơ kiếm lợi, đem ngươi bán cho Sửu Thần về sau, hắn có khả năng thu hoạch được kinh thiên tiền lời, cũng có thể thoát khỏi kính thiên đế nghiền ép. Hắc hắc, ngươi phải biết, nhục thể của ngươi, tại Sửu Thần tộc bên kia, có thể là rất đáng tiền. Diệp Thần một hồi dùng mình, hắn có thể vô hạn phục sinh, nếu là hắn rơi xuống Sửu Thần tộc trong tay. Vậy đối phương hơn phân nửa là sẽ không giết hắn, mà là nhường Sửu Thần đoạt xá, hắn sẽ không chết đi, nhưng thân thể liền bị Sửu Thần chiếm đoạt. Này nước thật sự là càng ngày càng thô, liền Sửu Thần tộc đều liên lụy tiến đến. Diệp Thần lắc đầu, suy nghĩ lấy phương pháp thoát thân. Núc Tinh Long Thần nói, đừng hoảng hốt, hắc hắc, hắc ám biên hoang hoàn cảnh quá ác liệt, Sửu Thần tộc cường giả chân chính là sẽ không mạo hiểm buông xuống, tới chẳng qua là tầng dưới chót sứ giả. Không đáng lo lắng. Chờ Sửu Thần tộc sứ giả buông xuống, cửu thiên sát thương lượng với bọn họ sinh ý,
phân tâm sơ sẩy, chúng ta liền có cơ hội. Diệp thần nói, cơ hội gì? Lúc tinh long thần nói, phá hư nhật nguyệt chi kính cơ hội. Vật kia treo ở trên trời, nở rộ vô tận thủ hộ hào quang, nếu như không nghĩ biện pháp phá mất, vậy chúng ta là không có đánh. Chờ phá mất nhật nguyệt chi kính về sau, lại đi giết cửu thiên sát, vậy liền đơn giản nhiều. Tại nhật nguyệt hồn thành bên trong, cửu thiên sát ban đầu liền chiếm hết thiên thời địa lợi, nếu là lại có nhật nguyệt chi kính thủ hộ, vậy coi như là đúc tinh long thần ra tay, mong muốn chấn áp hắn, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Bây giờ đúc tinh long thần, hiện dù sao chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, hắn làm việc động thủ, nhất định phải thận trọng từng bước, phải dùng cái giá thấp nhất, thu hoạch lớn nhất chiến quả. Diệp thần nhãn tình sáng lên, nhưng nghĩ tới ngày đó nguyệt chi kính khí tượng, nghĩ phá hư, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhân tiện nói, phá mất nhật nguyệt chi kính, không quá dễ dàng, hoặc là ta có khả năng đem vật kia trộm xuống tới. Lúc tinh long thần con ngươi híp lại, nói, dùng đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp sao? Diệp thần nói, đúng. Lúc tinh long thần ha ha cười cười, nói, xem ra ngươi đạt được tinh đạo long nữ chân truyền. Năm đó hắn cùng tinh đạo long nữ, có thể nói là địch nhân vốn có, bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng là cùng chung chí hướng bằng hữu. Đáng tiếc bây giờ tinh đạo long nữ đã hủy diệt, luân hồi trong mộ địa chỉ còn lại có hắn một người độc thân, hắn vẫn có chút cảm khái. Trước chữa thương đi, chờ sử thần tộc sứ giả buông xuống, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Lúc tinh long thần nói ra. Diệp thần ừ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Nhà tù bên ngoài mấy cái ngục tốt, nhìn thấy Diệp thần tỉnh, vẫn còn đang đánh ngồi vận công, không khỏi cười ha ha, nói ra. Luân hồi chi chủ, người đã tỉnh, người muốn làm gì, tại đây bên trong còn muốn luyện công. Người toàn thân bị cấm chế thần liên trói lại, người còn có thể nhúc nhích sao? Hắc hắc, chính là không có cấm chế này trói buộc, tại hắc ám biên hoang này loại tử địa, cũng không có gì thiên địa linh khí tạo điều kiện cho người hấp thu. Diệp thần nghe bên ngoài ngục tốt chế giễu, chỉ coi làm không nghe thấy, yên lặng vận chuyển một môn công pháp, huyền thiên tinh trải quyết. Đây là ngày xưa huyền môn lớn phiệt độc môn thần công, có thể hấp thu ban đầu tinh không linh khí, tuy nói hắc ám biên hoang cái gì thiên địa linh khí đều không có, nhưng Diệp thần vận chuyển huyền thiên tinh trải quyết về sau, hắn tinh thần liền phảng phất nhảy ra hắc ám biên hoang thế giới, trực tiếp câu thông chí cao tinh không bỉ ngạn, hấp thu ban đầu tinh không linh khí, không ngừng khôi phục thân thể của mình thương thế. Về phần mặc khác cấm chế trên người xích sắt, căn bản là không có cách không cùng xiềng xích cỗ này tinh không linh khí lưu chuyển. Bất quá Diệp thần trong cơ thể đủ loại biến hóa, cái kia tại cấm chế xích sắt che giấu dưới, bề ngoài cũng nhìn không ra đến, mấy cái kia ngục tốt không lấy làm lạ, tiếp tục oản tù tỉ uống rượu. Diệp thần cũng không vội lấy thoát thân, thần thức hoàn toàn khuếch tán ra, dần dần liền bao trùm toàn bộ nhật nguyệt hồn thành. Từ khi tu luyện mộ táng cung tuyệt học, đặc biệt là luyện thành luân hồi mộ táng công về sau, Diệp thần thần thức cường độ liền tăng lên rất nhiều, mà lại thiên cơ vô ngân. Hắn thần thức phóng thích khuếch tán, người ngoài căn bản không phát hiện được. Làm thần thức của hắn, bao trùm toàn bộ nhật nguyệt hồn thành, toàn bộ nhật nguyệt hồn thành động tĩnh, liền toàn bộ ánh vào trong đầu của hắn. Hắn thấy được tiểu nữ hài kia, còn tại ngoại ô quặng mỏ lấy quặng, giám sát nhóm cho nàng một chút đùi gà làm ban thưởng, nàng tựa hồ cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Hắn lại thấy tại nhật nguyệt hồn thành trong thành chủ phủ, một người mặc hắc thủy long văn bào nam tử, tại đi qua đi lại. Tựa hồ lo lắng chờ đợi cái gì. Nam tử này, rõ ràng liền là cửu thiên sát, Diệp thần có thể cảm nhận được trên người hắn ẩn chứa mạnh mẽ thiên đế khí, còn có bên hông hắn cắm một nhánh cây sáo, phẩm tướng thoạt nhìn tương đương bất phàm, nghĩ đến liền là cái kia phong trần chi địch, năm đó thiên tổ chế tạo đồ vật. Tại cửu thiên sát trên thân, Diệp thần chỉ vội vàng quét qua liếc mắt, thần thức không hề dừng lại một chút nào hội tụ, bởi vì nhìn trộm loại cấp bậc cường giả này, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Trên bầu trời treo nhật nguyệt chi kính, thì nhường Diệp thần thần biết thấy vô cùng nóng bỏng, rồi lại có một cỗ nguyệt quạnh quẽ sáng chói lạnh lèo. Nhật nguyệt này chi kính, đúc nóng ngày xưa vĩnh hằng nhật nguyệt hài cốt, năng lượng nội tình vô cùng thâm hậu, mong muốn trực tiếp phá hư 10 điểm khó khăn, mà lại hủy đi cũng quá đáng tiếc, dù sao cũng là vĩ đại kỳ quan. Diệp thần dự định đem trộm xuống tới, sau đó thối luyện thành pháp bảo của mình. Rất nhanh 2 ngày liền đi qua, Diệp thần thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm,
hắn thần thức y nguyên bao trùm lấy toàn bộ Nhật Nguyệt Hồn Thành, liền thấy sáng sớm ngày hôm đó, một nhánh xa lạ đội ngũ đi vào Nhật Nguyệt Hồn Thành, ước chừng có 5-6 người, đều là thân mặc hắc bào, tướng mạo 10 điểm xấu xí. Có người trên trán mọc lên khối u, có người đầy mặt hư thối ô uế, có nhân thân bên trên bò đầy con giận, ngoại ô quặng mỏ bên trên rất nhiều nhân viên tạp vụ, nhìn xem mấy cái này người áo đen đến, đều lộ ra chút kinh ngạc cùng thần sắc chán ghét. Sửu thần tộc người đến rồi. Diệp thần xem xét, liền biết là sửu thần tộc người đến, âm thầm câu thông Đúc Tinh Long Thần. Đúc Tinh Long Thần nói, xem đi, ta đều nói là tầng dưới chót sứ giả, cũng không phải là chân chính sửu thần tộc cường giả. Mấy cái kia người áo đen, hình dung xấu xí, tu vi khí tức cũng không mạnh, dù sao hắc ám biên hoang hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, chân chính sửu thần tộc cường giả, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Liền gặp được sửu thần tộc sứ giả đến về sau, Nhật Nguyệt Hồn Thành bên trong, một tôn cường giả đi ra, người mặc hắc thủy long văn bào, thiên đế khí vần quanh, chính là Cửu Thiên Sát. Hắn mang theo mấy cái tùy tùng, ra khỏi thành nghênh đón sửu thần tộc sứ giả, vừa thấy mặt, liền cười ha hả chắp tay nói. Tại hạ Cửu Thiên Sát, cung nghênh chư vị thần sứ buông xuống. Mấy cái kia sửu thần tộc sứ giả, cũng biết mình không có bao nhiêu thực lực, cho nên cũng không hung hăng càn quấy, dồn dập khom người đáp lễ, cầm đầu một cái lão giả nói ra. Lão phu Mẫn Sơn Hải, phụng mạt Nhật Ma Quân đại nhân mệnh lệnh, chuyên tới để cùng cầu đại nhân thương lượng muốn sự tình, cầu đại nhân nói bắt lấy luân hồi chi chủ, nghĩ muốn giao dịch. Cửu Thiên Sát nói, chính là, đúng vậy. Mẫn Sơn Hải trầm ngâm nói, cầu đại nhân yêu cầu 5.000 vạn nguyên ngọc, còn có đại lượng công pháp bí tịch, dược liệu tinh quáng, thậm chí còn muốn ta sửu thần tộc bảo hộ tính mệnh của ngươi, chào giá quả thực có chút cao. Cửu Thiên Sát cười nói, ta nghĩ luân hồi chi chủ đầu người, nhất định đáng đồng tiền. Mẫn Sơn Hải đang chờ có kè mặc cả, bỗng nhiên thấy quặng mỏ bên trong, có một đạo đặc thù khí tức, hắn giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn, liền thấy một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài là đào quáng khổ công, toàn thân thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng con mắt 10 điểm sáng ngời, mà lại thân thể nho nhỏ bên trong, phảng phất ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Cô bé này, chính là đấu chiến thần chuyển thế. Mẫn Sơn Hải nhịp tim càng là mãnh liệt, hắn mặc dù không có nhìn ra tiểu nữ hài thân phận, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được tiểu nữ hài không tầm thường, chỉ về phía nàng hướng Cửu Thiên Sát hỏi. Cầu đại nhân, cô bé này là ai, tựa hồ không đơn giản a. Cửu Thiên Sát ánh mắt nhìn về phía cô bé kia, trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ phức tạp, nói. Mẫn trưởng lão tốt ánh mắt, cô bé này hoàn toàn chính xác bất phàm, nàng gọi Mạt Lị, mấy năm trước ta tại hắc ám biên hoang nơi nào đó phát hiện nàng. Đó là một mảnh hoa nhài biển, hắc ám biên hoang chính là một mảnh chết hết cấm địa, ban đầu không có khả năng tồn tại hoa gì biển, nhưng cô bé này trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó mạnh mẽ trật tự, tại hắc ám thiên tai áp chế dưới, vẫn là sinh sôi ra một mảnh biển hoa, trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng, thậm chí có khả năng nghiền ép thiên đế. Mẫn Sơn Hải cả kinh nói, nghiền ép thiên đế. Cửu Thiên Sát nhíu nhíu mày, nói, đúng vậy, nhưng ta không biết cô bé này thân thế, nàng tựa hồ cũng mất trí nhớ, không biết chính mình tên gọi là gì, cũng không biết từ đâu tới, muốn đi đâu. Ta nếm thử suy tính trên người nàng thiên cơ nhân quả mạch lạc, lại không thu được gì, bởi vì tại cái kia hoa nhài biển bên trong phát hiện nàng, cho nên liền bảo nàng Mạt Lị. Mẫn Sơn Hải nói, đủ để nghiền ép thiên đế tồn tại. Người bảo nàng làm lao công. Cửu Thiên Sát bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, Mẫn trưởng lão có chỗ không biết, Mạt Lị nàng mặc dù người mang thần lực, nhưng tâm trí hết sức không ổn định, nàng có lúc sẽ như phong ma phát tác, chẳng phân biệt được địch ta khắp nơi giết người. Tại hạ từng đưa nàng đưa vào thành, muốn tự mình bồi dưỡng làm chân truyền đệ tử, nhưng nàng đạo tâm cực không ổn định, một khi bị điên, vậy thì thật là sát lục kinh thiên. Cản cũng đỡ không nổi, tại hạ đã từng kém chút bị nàng giết chết. Tại hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể an bài nàng làm lấy quặng khổ công, mỗi ngày đại lượng làm việc, tiêu hao tâm lực, kể từ đó, nàng mới sẽ không nổi điên. Mẫn Sơn Hải cau mày nói, phải không? Như thế nói đến, cô bé này, là cái quái vật. Mạt Lị ở một bên nghe hai người nghị luận, chỉ yên lặng đứng đấy, thần sắc có chút bi thương, chỉ cảm thấy cái kia quái vật nhị chữ, càng chói tai. Cửu Thiên Sát nói ấy, Mẫn trưởng lão, người sao có thể nói như vậy? Mạt Lị nàng tuổi còn nhỏ, tâm trí không ổn định, cho nên còn khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, nhưng đợi nàng lớn lên,
nàng nhất định có thể khôi phục như thường. Mẫn Sơn Hải cũng biết mình thất ngôn, nếu là Mạt Lị sau khi nghe được, trong lòng còn có khúc mắc, đột nhiên nổi điên, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Trong mắt hắn xem ra, Mạt Lị non nớt bên trong thân thể, ẩn chứa năng lượng, đơn giản như một đầu bạo long cự thú, nếu là khởi xướng điên đến, chỉ sợ toàn trường người đều muốn bị nàng nghiền sát. Khục, cầu đại nhân nói đến là lão phu lỡ lời, ân, Mạt Lị cô nương đạo tâm có ma chướng, không bằng ngươi đưa nàng giao cho ta Sửu thần tộc. Ta Sửu thần tộc đối tinh thần đạo tâm, linh hồn một đạo, có cực sâu nghiên cứu, có lẽ có thể làm cho Mạt Lị cô nương khôi phục như thường. Mẫn Sơn Hải mở miệng, trực tiếp liền muốn đòi Mạt Lị, mang về Sửu thần tộc. Mạt Lị là đấu chiến thần chuyển thế, cái này thiên cơ vô cùng che giấu, hắn cùng cửu thiên sát đều không có thể nhìn ra. Nhưng, Mẫn Sơn Hải biết, Mạt Lị trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, cực kỳ khủng bố, nếu có thể bồi dưỡng thỏa đáng, có lẽ có khả năng hóa thành Sửu thần tộc sắc bén nhất sát khí. Bây giờ Mạt Lị tuổi còn quá nhỏ, liền là một tờ giấy trắng, có vô cùng cao bồi dưỡng giá trị. Cửu thiên sát nghe được Mẫn Sơn Hải yêu cầu Mạt Lị, lập tức giật nảy mình, nói, không thể, tuyệt đối không thể. Mẫn trưởng lão, người đây là nói giỡn, ta làm sao có thể đem Mạt Lị giao cho ngươi. Cửu thiên sát cũng biết Mạt Lị giá trị, đây chính là hắn một lá vương bài, nếu có thể lợi dụng, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Tuy nói hắn hiện tại, còn rất khó lợi dụng Mạt Lị lực lượng, nhưng chỉ cần người nơi tay, về sau luôn có biện pháp. Hắn trong lòng có cái cực bẩn thỉu cực âm tối suy nghĩ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng cực kỳ có thể được biện pháp, liền là đem Mạt Lị nuôi lớn về sau, dùng thủ đoạn cường ngạnh chiếm hữu thân thể của nàng, kể từ đó, liền có cơ hội triệt để khống chế nàng. Trong mắt hắn, Mạt Lị có thể là hắn tương lai nghịch thiên cải mệnh vương bài, làm sao có thể chắp tay đưa người. Mẫn Sơn Hải nói, cầu đại nhân, chỉ cần ngươi có thể đem Mạt Lị cô nương giao cho ta, ngươi muốn cái gì trả thù lao, ta Sửu thần tộc đều có thể cho. 5.000 vạn nguyên ngọc không đủ, ta có thể cho ngươi 8.000 vạn, thậm chí 100 triệu. Cửu thiên sát nói, đây không phải vấn đề tiền, Mẫn trưởng lão, hôm nay chúng ta chỉ thương lượng xử lý như thế nào luân hồi chi chủ, cái khác một mực không đề cập tới. Mẫn Sơn Hải nói, không phải, cầu đại nhân, Mạt Lị cô nương người mang thần lực, người không có thể nuôi dưỡng đào móc, lại chỉ làm cho nàng làm một cái khổ công, chẳng phải là phung phí của trời. Chẳng thà giao cho ta Sửu thần tộc. Cửu thiên sát ngắt lời nói, Mẫn trưởng lão, đừng nói nữa, tại hạ không có khả năng đem Mạt Lị giao cho ngươi, ngươi tốt hơn theo ta vào thành, chúng ta thương lượng nên xử lý như thế nào luân hồi chi chủ. Nói xong liền cất bước vào thành. Mẫn Sơn Hải vội vàng đuổi theo, lại không chịu buông vứt bỏ, nói, cầu đại nhân, ra cái giá, chỉ cần ngươi chịu đem Mạt Lị cô nương giao cho ta. Lúc này Diệp Thần, tại trong phòng giam, thần thức quét nhìn, cảm giác được bên ngoài biến động, liền thấy Mẫn Sơn Hải đi theo cửu thiên sát, đi tới người sau phủ thành chủ bên trong, trong miệng còn tại líu lo không ngừng, nghĩ đòi hỏi Mạt Lị. Cửu thiên sát không xiết phiền não, không ngừng thoái thác, hắn là không thể nào đem Mạt Lị giao ra. Hai người vừa đi vừa về cãi cọ, Diệp Thần thấy thế, thầm nghĩ cơ hội tới. Câu thông đúc tinh long thần, tiền bối, chúng ta có khả năng động thủ. Lúc này cửu thiên sát cố lấy cùng Mẫn Sơn Hải cãi cọ, Diệp Thần nếu là đột nhiên ra tay, trộm cắp nhật nguyệt chi kính, hắn chắc chắn không có phòng bị. Đúc tinh long thần cười hắc hắc, nói tốt, tiểu gia hỏa, ta mượn lực cho ngươi, động thủ đi. Diệp Thần tu vi không đủ, là cái vấn đề lớn, muốn trộm đạo nhật nguyệt chi kính, chỉ dựa vào Diệp Thần thiên nguyên cảnh 6 tầng trời tu vi, là 100 triệu không đủ, nhưng nếu là có đúc tinh long thần trợ lực, Diệp Thần thần thông kỹ xảo, là có thể phát huy đến cực hạn. Ngay sau đó, đúc tinh long thần không nói hai lời, liền hóa thành hình rồng, thần hồn thân thể bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa hiển hóa ra ngoài, rít lên một tiếng, chiếm cứ tại Diệp Thần trên thân, toàn thân mỗi một khối long lân, đều toát ra thiên đế kim quang. Chỉ một thoáng, Diệp Thần toàn thân khí thế tăng vọt, răng rắc một hồi vang, liền đánh gãy cấm chế trên người xích sắt, những cái kia nhìn như kiên cố cấm chế xích sắt, tại đúc tinh long thần mạnh mẽ uy áp dưới, quả thực là không chịu nổi một kích. Cái gì? Nhà tù bên ngoài mấy cái đang ở oẳn tù tỉ uống rượu ngục tốt, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thần nổi lên, đều giật nảy mình. Diệp Thần khí chàng quét qua, bọn hắn còn không có phản ứng lại, liền bị chấn choáng. Hít sâu một hơi, Diệp Thần cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lao nhanh năng lượng,
ánh mắt cũng là lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, thần thức phóng thích, khóa chặt bên ngoài trên bầu trời nhật nguyệt chi kính. Đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đại hoang thâu thiên thuật. Tại trong chớp mắt, Diệp Thần trực tiếp thi triển ra hai đạo tặc thuật, từng sợi linh khí, theo hắn trong đan điền bộc phát ra, hóa thành hỗn độn cùng hoang vu khí tức, cuồn cuộn lan tràn ra. Lúc này phủ thành chủ, Cửu Thiên Sát cùng Mẫn Sơn Hải, còn đang vì Mạt Lị sự tình tranh luận, nhưng trong chớp nhoáng, hai người đều tĩnh lặng lại, trên mặt lộ ra một vệt ngốc trệ chi sắc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn thấy giữa đất trời, có một cỗ kinh khủng quỷ dị năng lượng đang dung chuyển lấy, liền thấy bên trên bầu trời, hắc ám hỗn độn năng lượng hội tụ, hóa thành một đầu ác ma cự trảo, hướng về nhật nguyệt chi kính chộp tới. Đây là Diệp Thần đại hoang thâu thiên thuật, cùng đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp hỗn hợp mà thành ác ma cự trảo, có thể ăn cắp vạn vật. Ban đầu, này hai môn kinh thiên trộm thuật, dung hợp về sau, muốn trộm lấy đồ vật gì, đều hẳn là vô thanh vô tức, không bị người phát giác. Nhưng, nhật nguyệt chi kính ẩn chứa vĩnh hằng nhật nguyệt kỳ quan hài cốt, tương đương với đỉnh cấp pháp bảo. Nghĩ vô thanh vô tức, không giấu vết trộm đi pháp bảo này, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên, hiện tại Diệp Thần cùng hắn nói là trộm, chẳng thà nói là ăn cướp trắng trợn. Đây là vật gì? Mẫn Sơn Hải thấy trên trời ác ma kia cự trảo, lập tức hoảng hốt. Luân hồi chi chủ, là tiểu tạp chủng này, không có khả năng. Cửu Thiên Sát sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt thiên cơ nhìn rõ, đã nhìn thấy là Diệp Thần ra tay. Hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, hắn rõ ràng dùng cấm chế thần liên khóa lại Diệp Thần, nào nghĩ tới Diệp Thần thế mà có thể dễ dàng thoát khỏi, thậm chí muốn xuất thủ cướp đoạt Nhật Nguyệt Chi Kính. Nhật Nguyệt Chi Kính có thể là Nhật Nguyệt hồn thành thủ hộ thần khí, nếu như bị cướp đi, nơi này mất đi bảo hộ, hắc ám biên hoang đủ loại mãnh liệt kinh khủng thiên tai, liền muốn lập tức hàng lâm xuống, hậu quả khó mà lường được. Mẫn Sơn Hải hoảng loạn nói, cầu đại nhân, ngươi không phải nói đã trấn áp luân hồi chi chủ. Cửu Thiên Sát gương mặt âm trầm, lúc này cũng không lo được nói cái gì, mắt thấy Diệp Thần ác ma cự trảo, liền muốn cướp đi Nhật Nguyệt Chi Kính, hắn vội vàng rút ra bên hông bội kiếm, thiên đế khí quán chú, liền mãnh liệt nhất kiếm biểu chém ra ngoài. Đã như vậy, ăn ta nhất kiếm, thương thiên thần kiếm chém. Một đạo như sóng lớn rộng rãi kiếm khí cuồn cuộn, theo Cửu Thiên Sát thân kiếm bên trên cuồng bạo chạm ra, chém ngược phi thiên, liền hướng về Diệp Thần ác ma cự trảo chém đi. Một chiêu này thương thiên thần kiếm chạm, chính là ngày xưa Cửu Thương cổ hoàng tuyệt học, Cửu Thiên Sát thi triển đi ra, cũng rất có kiếm chạm thương thiên, trấn áp vạn giới uy thế. Diệp Thần lúc này có đúc tinh long thần trợ lực, đối mặt Cửu Thiên Sát nhất kích, cũng là mảy may không hoảng hốt, trực tiếp liền tế ra tiểu đạo thiên kiếm, tay hất lên, mũi kiếm phân quang hóa ảnh, hóa ra vô số kiếm khí. Thiên quỹ pháp nghi kiếm, thiên quỹ trật tự, tinh pháp nguyệt dụng cụ, đại chân ép. Diệp Thần quát to một tiếng, muôn vàn kiếm khí đem trọn tòa nhà tù đều xông phát nổ, bụi mù cuồn cuộn, thân hình của hắn theo kiếm khí phóng lên tận trời, đúc tinh long thần chiếm cứ ở trên người hắn, một người một rồng khí thế dung hợp, long hống kinh thiên, tinh pháp nguyệt dụng cụ đại khí tượng sục sôi, khiến cho đến thiên tượng biến động, khói mù bầu trời bị phá ra, xuất hiện tinh nguyệt hào quang. Diệp Thần trên đỉnh đầu, tiểu đạo thiên kiếm dựng đứng, ông ông tác hưởng, vô tận kiếm khí từ trong đó bắn mạnh mà ra, vù vù rung động, tạo thành một đạo kiếm khí hồng lưu, trực tiếp đem Cửu Thiên Sát thương thiên thần kiếm chảm kiếm khí ép bạo chết. Sau đó, từng đầu mang theo tinh pháp nguyệt dụng cụ kiếm khí, chấn xuống đến phủ thành chủ bốn phương, hóa thành cao ngàn trượng cự kiếm, ký kết tụ lại thành kiếm trận, đem trọn tòa phủ thành chủ đều phong khóa lại. Diệp Thần bố trí xuống kiếm trận phong tỏa, là sợ cái kia tiểu Mạt Lị xung phong tiến đến. Chỉ cần có thể đem cái kia tiểu Mạt Lị ngăn tại bên ngoài, Diệp Thần tự tin dựa vào đúc tinh long thần trợ lực, chặn đánh giết Cửu Thiên Sát cũng không khó. Đúc tinh long thần thiên quỹ pháp nghi kiếm, chính là hắn hạch tâm nhất thần thông, dùng phương pháp này bày ra kiếm trận, tinh vi huyền áo, cùng thiên địa giao hòa, không phải chỉ dựa vào man lực là có thể phá vỡ. Coi như cái kia tiểu Mạt Lị lực lượng kinh người, nghĩ phá vỡ thiên quỹ pháp nghi kiếm trận phong tỏa, chỉ sợ cũng cần hao phí không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, hoàn toàn đầy đủ Diệp Thần đánh giết Cửu Thiên Sát. Xì xì xì. Chỉ thấy Diệp Thần bày ra kiếm trận phong tỏa, mỗi một cây cự kiếm phía trên, đều lượn lờ lấy thiên kiếp khí tức, đó là bởi vì hắn kiếm, đã cùng hắc ám biên hoang thiên địa khí tượng hòa làm một thể, mượn đến đủ loại thiên tai thiên kiếp năng lượng.
Tại kiếm trận phong tỏa dưới, người bên ngoài vào không được, bên trong người cũng ra không được. Không tốt. Cửu Thiên Sát vừa nhìn thấy phủ thành chủ bị phong tỏa, mà Diệp Thần treo cao tại thiên, khí thế mênh mông bộ dáng, hắn liền biết không ổn. Diệp Thần con mắt híp lại, trên mặt mang theo nụ cười, quan sát phía dưới Cửu Thiên Sát. Tiểu tạp chủng, ta sớm nên giết ngươi. Cửu Thiên Sát ra mặt run rẩy, vô cùng oán hận nói ra. Diệp Thần nói, ngươi không giết chết được ta. Trước đó hắn mặc dù hôn mê, nhưng trong cơ thể còn có đúc tinh long thần, nếu là Cửu Thiên Sát thật nghĩ động sát thủ, đúc tinh long thần tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Mà lại Diệp Thần coi như thật bị giết chết, hắn cũng có thể tại tinh không thần chỉ phục sinh. Cửu Thiên Sát khuôn mặt âm trầm, hắn tự nhiên cũng biết, luân hồi khí vận hừng hực, không phải mình có thể tùy tiện giết chết, đi qua Diệp Thần đủ loại truyền kỳ vinh quang, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Trước mấy ngày Tiểu Mạt Lị đả thương Diệp Thần biến thành hắn tù nhân, nhưng với hắn mà nói, đây cũng là một cái khoai lang bỏng tay, hắn tốt nhất bản tính, tự nhiên là đem Diệp Thần bán cho Sửu Thần tộc. Nhưng lúc này Diệp Thần thoát khỏi hết thảy trói buộc, nghịch thiên vọt lên, lại là hắn vạn lần không ngờ. Diệp Thần trên thân chiếm cứ đúc tinh long thần, cũng làm cho hắn thấy vô cùng kiêng kỵ. Sư thúc tổ, nguyên lai người ngay tại tiểu tạp chủng này trên thân, khó trách hắn dám hung hăng càn quấy. Cửu Thiên Sát vẻ mặt càng khó coi, đúc tinh long thần thực lực, hắn tự nhiên rất rõ ràng, đây chính là ngày xưa cửu thương cổ hoàng phụ tá đắc lực. Đúc tinh long thần âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng cửu thương cổ hoàng, không có như ngươi loại này đệ tử. Diệp Thần, nhanh chiếm nhật nguyệt chi kính, dung nhập vào ta thiên băng tinh mục cầu bên trong. Tốc chiến tốc thắng. Cửu Thiên Sát sau lưng, dù sao có kính thiên đế cái bóng, mà lại ngoài thành tiểu nữ hài kia, cũng là một cái vô cùng lớn lao uy hiếp, nghĩ đánh giết Cửu Thiên Sát, đoạt lại phong trần chi địch, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Đúc tinh long thần lập tức gọi ra thiên băng tinh mục cầu. Đây là sự vĩ đại của hắn kỳ quan, uy năng thậm chí hơn xa thiên quỹ pháp nghi kiếm. Chỉ thấy một bức sách cổ bức họa, theo đúc tinh long thần trên thân bay ra, trong bức tranh, tinh khung nổ tung, nhật nguyệt sa đọa, thiên hỏa diệt thế như luyện ngục, khí tượng cuồn cuộn bạo ngược, thiên băng tinh bạo, vô cùng khủng bố. Đây là đúc tinh long thần quan tưởng ma ngục mệnh tinh về sau, chế tạo ra vĩ đại kỳ quan, có địa ngục lực lượng, nếu như có thể lại đúc nóng nhật nguyệt chi kính. Uy thế tất có thể tăng lên rất nhiều. Tốt. Diệp Thần không nói hai lời, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem trên bầu trời nhật nguyệt chi kính, vồ xuống, thần thông vĩ ngạn, như hái trăng bắt sao, chỉ một chút, liền đem nhật nguyệt chi kính bắt được thiên băng tinh mục cầu bên trong. Nguy rồi. Cửu Thiên Sát vô cùng kinh dị, chỉ thấy nhật nguyệt chi kính, dung nhập thiên băng tinh mục cầu về sau, chỉnh bức thiên băng tinh mục cầu, toát ra sáng chói nhật nguyệt quang huy. Như mang theo vĩnh hằng bất hủ uy quang, trấn áp hết thảy. Thiên băng tinh mục cầu uy lực, lập tức phảng phất tăng lên mấy lần. Soạt, Diệp Thần đem cuộn tranh mở ra hoàn toàn, phủ thành chủ phía trên bầu trời, liền phảng phất biến thành luyện ngục thâm uyên, bên trong có nhật nguyệt tinh thần tại trầm luân, thiên hỏa tại đốt cháy, nương theo lấy một hồi oanh long long tiếng vang, từng khỏa thiên hỏa lưu tinh, như mưa hướng về cả tòa phủ thành chủ oanh đập xuống. Như địa ngục cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy từng khỏa thiên hỏa lưu tinh nện xuống về sau, phủ thành chủ kiến trúc bạo liệt đập tan, khắp nơi bốc cháy, rất nhiều thủ vệ phát ra tiếng kêu thê thảm, dĩ nhiên liền bị vẫn thạch lưu tinh đập chết. Mẫn Sơn Hải mấy cái Sửu Thần tộc sứ giả, hoảng sợ chạy trốn, nhưng thực lực bọn hắn có hạn, căn bản là không có cách chạy đi, cuối cùng cũng sống sờ sờ bị thiên thạch nện chết rồi. Tại đúc nóng nhật nguyệt chi kính về sau, Diệp Thần nắm giữ trong tay thiên băng tinh mục cầu, đã có tương đương lợi hại thực thể. Không còn là hoàn toàn hư ảo khái niệm pháp tướng, cuồn cuộn mưa sao băng nện xuống đến, lực phá hoại quá kinh người. Tiểu tạp chủng, dừng tay. Cửu Thiên Sát mắt thấy mình kinh doanh nhiều năm phủ thành chủ, bị Diệp Thần triệt để phá hủy đi, hắn vô cùng chấn nộ, lập tức liền rút kiếm hướng Diệp Thần bạo sát mà đi. Thương Thiên Thần kiếm chém. Hắn vẫn là một chiêu này, cửu thương cổ hoàng ngày xưa tuyệt học, Thương Thiên Thần kiếm chảm. Một kiếm ra, chảm Thương Thiên. Chỉ bất quá, lần này, Cửu Thiên Sát tay trái hất lên, đại lượng ám hồn thiên thạch, theo trong tay hắn bay ra, toàn bộ hiến tế hòa tan hết, hóa thành nguyên thủy thiên kiếp năng lượng. Từng sợi kinh khủng thiên kiếp năng lượng, hội tụ đến trên thân kiếm của hắn, một kiếm này uy thế vô cùng cuồn cuộn. Nhưng mà, Diệp Thần không sợ chút nào, cười nói, một kiếm này,
ta cũng biết. Tiếp theo sát, Diệp Thần nắm chặt tiểu đạo thiên kiếm, cũng là nhất kiếm chạm ra, kiếm đạo khí tượng thế mà cùng cửu thiên sát giống như đúc, cũng là một chiêu thương thiên thần kiếm chạm. Cái gì? Cửu thiên sát kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà cũng nắm giữ một kiếm này. Song kiếm va chạm, bùng nổ làn sóng kinh thiên, cửu thiên sát bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, phốc một thoáng bắn ra máu tươi, vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Thần, nói, ngươi. Ngươi đã đạt được cửu thương cổ hoàng chân truyền. Diệp Thần cười không nói, kỳ thật hắn không có nắm giữ thương thiên thần kiếm chạm, vừa mới là dựa vào lấy tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng ra, mục đích là vì đả kích cửu thiên sát đạo tâm. Cửu thiên sát chỉ cho là Diệp Thần đạt được cửu thương cổ hoàng chân truyền, tu vi tạo nghệ thậm chí hơn mình xa, nội tâm không khỏi run rẩy e ngại. Hắn vừa mới một kiếm kia, hiến tế đại lượng ám hồn thiên thạch, kiếm khí bên trong mang theo thiên kiếp oai. Nhưng lúc này Diệp Thần, chấp trưởng thiên băng tinh ngục cầu, vừa có nhật nguyệt chi kính trợ lực, hắn lại hoàn toàn không phải địch thủ. Thiên làm thịt đúc tinh thuật. Diệp Thần theo thiên băng tinh ngục cầu bên trong, điều động vô tận năng lượng ra tới, hội tụ trong tay, khí lưu ô ô rung động, rất nhanh liền ngưng tụ ra một ngôi sao viên cầu, khí tức kinh khủng ở trong đó nổi lên. Cửu thiên sát xem xét, tầm mắt lập tức sợ hãi, vội vàng kêu lên, chậm đã. Diệp Thần cười nói, ngươi còn có cái gì di ngôn? Cửu thiên sát khẽ cắn môi, nói, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi lợi hại, ta không phải địch thủ của ngươi. Hắn nhìn một chút Mẫn Sơn Hải mấy cái sử thần tộc sứ giả thi thể, tầm mắt một hồi ảm đạm, cũng sợ chính mình tao ngộ đồng dạng kết cục, hít sâu một hơi, tiếp lấy nói, hoặc là, chúng ta có khả năng nói chuyện. Diệp Thần con mắt híp lại, nói, ngươi còn muốn nói cái gì? Cửu thiên sát chậm rãi đem cắm ở bên hông cây sáo lấy ra, nói, ngươi mong muốn, bất quá là này phong trần chi địch, ta có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể nói cho ngươi một chút phong trần chi địch che giấu, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Diệp Thần nói, ồ. Cửu thiên sát xem trong tay phong trần chi địch, tầm mắt cũng là lộ ra một vệt xa xăm cùng tang thương vẻ mặt, nói. Này phong trần chi địch, thiên tổ ban đầu chế tạo, nhưng thật ra là vì trấn áp Đoạn Ly Ca. Diệp Thần nói, Đoạn Ly Ca. Cửu thiên sát nói, đúng vậy, liền là vị kia cao nhất sát thủ. Hắn có một nhánh tội nhân địch, nắm giữ lấy bài ca phúng điếu khúc, một khúc tội nhân bài ca phúng điếu, nhưng để nghe hát người xa đọa thành phai màu người. Năm đó hắn từng muốn khiêu chiến thiên tổ theo thế giới bên ngoài buông xuống, đầu tiên là đến tinh không bỉ ngạn, sau này lại từng buông xuống không không lúc nào không, một đường bôn ba, 10 điểm dã rời. Mà lại tựa hồ cùng cửu gia giao thủ qua, thương thế trên người không nhẹ. Hắn thấy Đoạn Ly Ca tới khiêu chiến, cũng sợ lật thuyền trong mương, cho nên nghiêm chỉnh mà đối đãi, chế tạo ra phong trần chi địch, định dùng tới đối kháng Đoạn Ly Ca tội nhân địch. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp lực lượng của mình, coi như hắn bị thương tại thân, lại 10 điểm dã rời, thực lực ngàn tỷ không còn một, nhưng lực lượng của hắn vẫn là quá kinh khủng, căn bản không cần ra tay. Hắn chỉ là khí chàng thả ra ngoài, liền để cái kia Đoạn Ly Ca kém chút sợ mất mật, từ đó tự chém thiên cơ ẩn độn, cũng không dám lại hiện thân. Thiên tổ khủng bố đến mặc dù thân chịu trọng thương, hắn một cái hô hấp, vẫn là có thể giống nghiền chết sâu kiến như vậy, ép chết một cái đỉnh cấp thiên đế. Diệp Thần nghe cửu thiên sát nói thiên tổ pháp lực vô biên, ta tất nhiên là biết, chẳng qua là không biết nguyên lai này phong trần chi địch, là hắn vì đối kháng tội nhân địch chế tạo. Cửu thiên sát nói ra, phong trần chi địch bí mật, không chỉ như vậy, này cây sáo, vẫn là nơi nào đó bí cảnh chìa khóa. Diệp Thần nói, chìa khóa. Cửu thiên sát nói, không sai. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi hôm nay có thể thả ta, ta có khả năng nói cho ngươi cái kia bí cảnh nhiều bí mật hơn, ta còn có khả năng đem phong thiên cuối cùng màn khúc truyền cho ngươi. Này phong thiên cuối cùng màn khúc, là phong trần chi địch phía trên khắc họa vô thượng thần khúc. Ta hao phí vạn thế kỷ nguyên tâm huyết, mới miễn cưỡng tìm hiểu ra đến, ta có khả năng truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Diệp Thần suy nghĩ lấy, cười nói cách khác, chỉ cần ta không giết ngươi, ngươi liền đem phong trần chi địch cho ta, còn nói cho ta biết cái kia bí cảnh bí mật, lại đem phong thiên cuối cùng màn khúc truyền cho ta. Cửu thiên sát hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, ta nghĩ, ta thành ý hẳn là đầy đủ. Diệp Thần cười nói, ngươi cũng là cam lòng. Cửu thiên sát nói, không có gì cam lòng không bỏ được, thế gian này, không có so tính mệnh càng quan trọng hơn sự vật,
ta biết sự lợi hại của ngươi, liền hồn thiên đế, sửu thần, hồng quân lão tổ chờ đỉnh cấp cường giả, đều giết không chết ngươi, ngươi uy nghiêm cùng quyền hành, không phải ta có thể mạo phạm. Chúng ta tới làm cái giao dịch, ngươi tha thứ ta, ta có khả năng đem tính mạng của ta bên ngoài đồ vật, toàn bộ cho ngươi. Này sẽ để cho ngươi càng cường đại hơn. Diệp thần cười ha ha, nói, ngươi năm đó tại kính thiên đế trước mặt khúm núm, chó vẩy đuôi mừng chủ, nghĩ đến cũng là bây giờ thiên bộ dáng này. Cửu thiên sát sầm mặt lại, không nói gì với nhau. Diệp thần trong mắt lại lướt qua một vệt hung ác, nhìn chằm chằm cửu thiên sát nói, nhưng xin lỗi, ta nhận thiên trụ thế ra nhờ vả, hôm nay lại dù như thế nào, đều muốn lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, Diệp thần không nói nhảm nữa, thiên làm thịt đúc tinh thuật vận chuyển tới cực hạn, trong tay tinh thần viên cầu, oanh long long gào thét, toát ra nhất nóng rực hào quang, thiên đế khí sục sôi. Ngày này làm thịt đúc tinh thuật, vốn chính là đúc tinh long thần tuyệt kỹ, hắn lúc này ở đúc tinh long thần trợ lực dưới, thi triển một chiêu này, uy thế quả thực là kinh thiên động địa. Ngoại trừ thiên băng tinh ngục cầu bên trong năng lượng, hắc ám biên hoang bên trong, mịt mờ hư không, vô tận bát hoang, cuồn cuộn bạo ngược khí tức, cũng là gào thét tới. Hắc ám biên hoang cũng không có linh khí tồn tại, nhưng lại có vô cùng khinh khủng mãnh liệt thiên kiếp thiên tai khí tức, này chút cuồng bạo tai kiếp khí, cấp tốc hội tụ đến Diệp thần thiên làm thịt trong tinh thần, trong tay hắn thiên làm thịt tinh thần, liền lăn lăn bộc phát ra thiên kiếp năng lượng, lôi điện vờn quanh, gió lốc gào thét, vô cùng hùng vĩ. Cũng may mà Diệp thần có đúc tinh long thần trợ lực, không phải đơn thuần dựa vào chính hắn, mong muốn điều khiển khủng bố như vậy thiên làm thịt tinh thần, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Chết đi! Diệp thần bàn tay lớn đè ép, liền đem trong tay thiên làm thịt tinh thần, hung hăng hướng về cửu thiên sát đầu ném tới. Cửu thiên sát ngũ quan vặn vẹo, tức giận chấn nộ, nói tiểu tạp chủng, khinh người quá đáng. Ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, thật coi ta cửu thiên sát dễ khi dễ. Hôm nay ngươi muốn giết ta, vậy chúng ta liền ngọc thạch câu phần. Dứt lời, cửu thiên sát đem phong trần chi địch đặt vào bên miệng, ngón tay án lấy địch lỗ, trực tiếp liền thổi. Ô ô ô! Lập tức, một cỗ bi thương trầm thấp tiếng sáo, liền theo cái kia phong trần chi địch bên trong lộ ra, vù 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 thanh âm mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, rung động lòng người. Diệp thần nghe được tiếng địch kia, thoáng chốc ở giữa, liền thấy toàn thân linh khí như bị phong tỏa, một hơi vậy mà vận lên không được. Mà lại, càng kinh khủng chính là, kinh mạch của hắn, hắn xương cốt, máu của hắn, phảng phất cũng là trong nháy mắt, toàn bộ bị phong tỏa, cả người nhất thời không thể động đậy. Ban đầu công kích động tác cũng là trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lại. Trong tay hắn thiên làm thịt tinh thần, năng lượng cấp tốc suy giảm lấy. Liền chiếm cứ ở trên người hắn đúc tinh long thần, cũng như pho tượng bị định trụ. Không tốt, tiểu gia hỏa, này phong trần chi địch, thật là lợi hại, thật quỷ dị, thật là khủng khiếp. Vậy mà phong ở khí tức của ta. Đúc tinh long thần cùng Diệp thần tinh thần câu thông lấy, cực kỳ rung động. Hắn cùng Diệp thần, đều biết cửu thiên sát trong tay, có phong trần chi địch tồn tại, hai người cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng dù vậy, làm hai người nghe được phong trần chi địch tiếng sáo, vẫn là trong nháy mắt phá phòng, tất cả phòng bị, tại đây bén nhọn ô yết tiếng sáo trước mặt, đều mất đi hiệu quả. Thiên tổ phong trần chi địch, uy năng thao thiên, có thể phong bế người đan điền linh khí, hiện tại Diệp thần cùng đúc tinh long thần, đều trúng chiêu. Bất quá Diệp thần phản ứng cấp tốc, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lập tức động thủ phản kích. Bạch hổ mảnh vỡ, phá. Diệp thần trong lòng hét to, lập tức liền điều động bạch hổ mảnh vỡ, nương theo lấy một hồi kinh thiên hổ bào, trắng thần mang vàng óng cuồn cuộn, bạch hổ mảnh vỡ mang theo một vệt duệ mang, theo Diệp thần trong cơ thể bay ra, bộp một tiếng, liền đem hư không bên trong, vô hình bức tường âm thanh đánh vỡ đi. Đó là phong trần chi địch tiếng sáo bức tường âm thanh, có thể phong bế hết thảy. Nhưng, Diệp thần thần giáp mệnh tinh bạch hổ mảnh vỡ, là nhất phong duệ lăng lệ, có thể xuyên xuyên hết thảy. Cực hạn phong bế, cực hạn lăng lệ, cả hai va chạm, lại là Diệp thần bạch hổ mảnh vỡ càng hung hãn. Vô hình bức tường âm thanh phá mất về sau, Diệp thần cùng đúc tinh long thần thân thể, lập tức liền khôi phục chuyển động. Hai người đôi mắt đều là mang theo hung nộ chi sắc, trực thẳng hướng cửu thiên sát. Diệp thần trong tay thiên làm thịt tinh thần, liền hung hăng hướng cửu thiên sát mặt nhấn tới. Dừng ở đây rồi. Cửu thiên sát nhìn thấy Diệp thần thoát khốn, lập tức hoảng hốt,
cuống quýt lui lại mấy bước, cắn răng cả giận nói. Không, ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Coi như ngươi có thể phục sinh, ta cũng muốn nhường phục sinh sau ngươi, biến thành một kẻ ngu ngốc, phế vật. Sống không bằng chết. Cửu Thiên Sát lần nữa thổi phong trần chi địch, lần này, hắn bốc cháy lên toàn thân khí huyết, cả người thiên đế khí sôi trào, huyết quang diễm diễm trùng thiên, huyết nhục của hắn đang nhanh chóng tiêu tụy xuống, cả người trở nên da bọc xương, thân thể hết thảy năng lượng, đều trút xuống tới trong tay phong trần chi địch bên trong. Một cỗ réo rắt, êm tai, lộ ra cực hạn cô độc, vô tận cô đơn tiếng sáo, chậm rãi theo trong miệng hắn thổi tấu, lộ ra thế giới cuối cùng màn, chư chân trời cực điểm thê lương. Tiếng địch này ý vận, cảnh giới, so với vừa mới tiếng sáo, cũng không biết phải sâu chìm bao nhiêu. Tiếng địch này truyền ra, cảnh tượng khó tin liền xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần cùng Đúc Tinh Long Thần thân thể, lại lần nữa bị đông lại, không thể động đậy. Không chỉ là bọn hắn, còn có trong thành chủ phủ còn sót lại vệ binh, phủ thành chủ bên ngoài tụ lại tới, lít nha lít nhít đám vệ binh, thợ mỏ, tất cả đều như pho tượng cứng đờ tại chỗ. Thậm chí liền trong không khí lưu động gió, trên trời mây đen, giữa không trung tung bay rơi xuống lá cây, nâng lên bụi trần, nhật nguyệt hồn thành bên trong nước sông, hết thảy, trong nháy mắt này, phảng phất đều bị đông lại, không tiếp tục lưu động, triệt để phong bế. Toàn bộ nhật nguyệt hồn thành, hết thảy đều dừng lại, phong bế, chỉ có Cửu Thiên Sát tiếng sáo tại thổi. Nhưng lòng người nhưng không có bị phong bế, tất cả mọi người, ý thức đều là tỉnh táo. Bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, chính mình thân thể bị phong bế ở, thân thể phảng phất thành một cái phong bế lồng giam, ý thức của bọn hắn muốn dần dần bị phong tỏa tại bóng tối vô tận bên trong. Là cái này, phong thiên cuối cùng màn khúc sao? Diệp Thần nội tâm chấn động, vừa mới Cửu Thiên Sát nói qua, phong trần chi địch phía trên khắc rõ một bài vô thượng thần khúc, gọi phong thiên cuối cùng màn khúc, chính là thiên tổ sáng tạo, nghe tên liền biết không đơn giản. Lúc này Cửu Thiên Sát chỗ thổi, rõ ràng liền là cái kia phong thiên cuối cùng màn khúc, uy lực quá kinh khủng, không chỉ là phong ấn người khí tức, còn triệt để phong bế thiên địa. Tất cả mọi người trong huyện lòng đều có thể cảm nhận được, làm phong thiên cuối cùng màn khúc một khúc kết thúc, ý thức của bọn hắn liền muốn lâm vào vô biên phong bế trong bóng tối, triệt để phai mờ. Diệp Thần một hồi dùng mình, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được phong thiên cuối cùng màn khúc khủng bố, nếu là ý thức hắn phai mờ. Coi như có thể phục sinh sau hắn, cũng có thể là trực tiếp mất đi hết thảy trí nhớ, biến thành một kẻ ngu ngốc. Cửu Thiên Sát đôi mắt chảy xuôi theo dòng máu, vì thổi này một khúc, hắn cũng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, toàn thân khí huyết đang điên cuồng bùng cháy bên trong hầu như không còn, cả người hắn đã biến thành một bộ chỉ khoác lên một lớp da khô lâu. Bất quá có thể cùng Diệp Thần đồng quy vu tận, này một thanh, hắn vẫn cảm thấy chính mình kiếm lời. Người muốn chết. Ta cũng không muốn cùng ngươi chết. Luân hồi mộ táng công, mở. Diệp Thần nội tâm nóng rực sôi trào, cũng không có ngồi chờ chết. Này phong trần chi địch cùng phong thiên cuối cùng màn khúc hoàn toàn chính xác khủng bố. Có thể phong bế đan điền của hắn linh khí, nhưng hắn luân hồi huyết mạch chỗ sâu đổ vật, là dù như thế nào đều sẽ không bị phong tỏa. Ông! Giờ khắc này, Diệp Thần trực tiếp thi triển ra luân hồi mộ táng công, một cái to lớn luân hồi chi bàn, đen kịt, hỗn độn. Toàn thân tản ra xưa cuối cùng không rõ năng lượng ba động, liền chậm rãi theo phía sau hắn nổi lên. Răng rắc, to lớn luân hồi chi bàn, tại phong thiên cuối cùng màn khúc áp chế dưới, chật vật chuyển động. Luân hồi chi bàn nhất chuyển động, nguyên bản bị phong bế đứng im thiên địa thế giới, cũng bị mang theo một lần nữa súng chuyển động. Tất cả mọi người mang theo vô cùng kinh ngạc vẻ mặt, nhìn xem Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bàn. Cái kia to lớn luân hồi chi bàn. Trung ương nhưng lại có một đạo đồ đằng, càng lấp lánh dâng lên. Cái kia là một cái hình người đồ đằng, là một cái lão giả, ăn mặc trường bào, mang theo mũ trùm che phủ lên gương mặt, chính là thiên tổ hình ảnh, trường bào cùng mũ trùm che đậy kín hắn hết thảy uy nghiêm, nhưng theo cái kia già nua thân hình bên trong lộ ra từng tia khí thế, vẫn là để giờ phút này Diệp Thần luân hồi chi bàn, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Luân hồi mộ táng công lực lượng hiển hiện. Tựa như muốn mai táng thế gian hết thảy, luân hồi chi bàn chuyển động phát ra tiếng vang cực lớn, rất nhanh liền đem phong trần chi địch tiếng sáo che đậy kín. Cái kia phong thiên cuối cùng màn khúc chỗ có âm thanh cùng uy lực, toàn bộ bị luân hồi chi bàn chôn vùi đi, theo phong bế thiên địa đại khủng bố, trở nên người vật vô hại. Cầm trong tay phong trần chi địch Cửu Thiên Sát,
tại chỗ liền trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bàn, đình chỉ thổi. Thổi a, tiếp tục thổi, làm sao không thổi? Diệp Thần nhíu mày, mắt lạnh nhìn Cửu Thiên Sát, đối phương không để ý tính mệnh, bùng cháy khí huyết, thổi phong thiên cuối cùng màn khúc, đây là hắn không nghĩ tới. May mắn hắn nắm giữ luân hồi mộ táng công, bằng không, hôm nay đã có thể nguy hiểm. Bịch, Cửu Thiên Sát chán nản quỳ trên mặt đất, trong mắt mất đi tất cả ánh sáng màu, hắn biết mình bại, coi như hắn nghĩ liều mạng, nhưng ở Diệp Thần mạnh mẽ luân hồi pháp uy thế dưới, hắn cũng lật không nổi cái gì gợn sóng. Diệp Thần hừ một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, liền cách không đem Cửu Thiên Sát vồ tới. Lúc này Cửu Thiên Sát đã không sai biệt lắm là một bộ xương khô, máu thịt đều bùng cháy hầu như không còn, không có gì thôn phệ giá trị, trong đầu của hắn có giá trị trí nhớ, hắn cũng sẽ không ngu đến mức lưu cho Diệp Thần, tất nhiên là trực tiếp xóa đi. Bất quá, Cửu Thiên Sát trên thân, vẫn là có không ít đồ tốt. Diệp Thần trước đem cái kia phong trần chi địch, đoạt lấy, lại đoạt lấy bên hông hắn túi chữ vật, thần thức quét qua, liền phát hiện bên trong đầy ám hồn thiên thạch, đều là chuẩn bị muốn hiến cho Kính Thiên Đế đồ vật. Kính Thiên Đế sớm rơi xuống nhân quả luật, tại Nhật Nguyệt Hồn Thành thu thập ám hồn thiên thạch, chín thành đều muốn giao cho hắn, Cửu Thiên Sát chỉ có thể lưu lại một thành dùng riêng. Tại đây nhân quả luật hạn chế dưới, Cửu Thiên Sát trong túi chữ vật ám hồn thiên thạch, tuyệt đại bộ phận đều bị một cỗ vô hình cấm chế phong tỏa ngăn cản. Đương nhiên, cấm chế này là phi thường dễ dàng đánh vỡ, chẳng qua là đánh vỡ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, liền là trực tiếp đắc tội Kính Thiên Đế. Diệp Thần tự nhiên cũng không để ý, trực tiếp liền đem túi chữ vật ném cho Huyết Long, nói, Huyết Long, cái túi này bên trong ám hồn thiên thạch, đủ ngươi khôi phục khí tức sao? Huyết Long nghe được Diệp Thần thanh âm, có chút hư nhược tỉnh lại, nhận lấy túi chữ vật, đem bên trong ám hồn thiên thạch toàn bộ đổ ra, tụ thành một tòa núi nhỏ. Thấy ngọn núi nhỏ này giống như ám hồn thiên thạch, Huyết Long lập tức tinh thần không ít, vỗ mạnh vào mồm nói, hắc hắc, chủ nhân, hẳn là không sai biệt lắm. Ân, chính là chúng ta đoạt Kính Thiên Đế đổ vật, hắn rất có thể sẽ buông xuống. Diệp Thần nói, mặc kệ nó, người khôi phục lại nói. Huyết Long nói, tốt. Ngay sau đó, máu móng vuốt rồng một túm, đem từng khỏa ám hồn thiên thạch nghiền nát, hấp thu bên trong ẩn chứa thiên kiếp năng lượng. Diệp Thần nhìn xem mất đi hết thảy Cửu Thiên Sát, đối phương đã giống cỗ cương thi như thế bị tê, trong miệng yên lặng lẩm bẩm, mạt lị, mạt lị. Hắn là nghĩ kêu gọi đấu chiến thần chuyển thế, cái kia gọi mạt lị tiểu nữ hài tới trợ chiến, nhưng Diệp Thần sớm có phòng bị, thiên quỹ pháp nghi kiếm trận phong tỏa toàn bộ thành chủ phủ, người ngoài vào không được. Coi như mạt lị mang thần lực, nhưng chỉ dựa vào man lực, nghĩ phá vỡ đúc tinh long thần thiên quỹ pháp nghi kiếm trận, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Còn không hết hy vọng. Diệp Thần lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là nắm lên Cửu Thiên Sát thân thể. Trực tiếp ném đến luân hồi chi bàn bên trong đi. Răng rắc, luân hồi chi bàn chuyển động, một chút đem Cửu Thiên Sát thân thể nghiền nát. Chậm đã. Ngay lúc này, một đạo to rõ thanh âm nổ lên, trong hư không kính quang lấp lánh, lại có thể là có một đạo thân ảnh, đột phá Diệp Thần thiên quỹ pháp nghi kiếm trận phong tỏa, giáng lâm xuống. Đó là một người mặc thanh lam đạo bào thanh niên đạo nhân, hai con người chạm nhiên có thần, thủ túc cao to. Nhưng hắn thân thể lại không phải thực thể, chẳng qua là một đạo kính tượng. Đúng là Kính Thiên Đế. Bất quá cũng không phải là bản tôn, mà là một đạo kính tượng phân thân. Trên thực tế, Kính Thiên Đế cũng không có đột phá Diệp Thần kiếm trận phong tỏa, hắn chẳng qua là lợi dụng kính tượng hình chiếu thủ đoạn đặc thù, đem phân thân bắn ra tới. Loại thủ đoạn này 10 điểm cao minh, Diệp Thần kiếm trận phong tỏa mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể ngăn trở trên trời bỏ ra tới cái bóng. Kính Thiên Đế, người cuối cùng vẫn là tới. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, nhìn thấy Kính Thiên Đế buông xuống, cũng là nằm trong dự liệu. Bất quá chẳng qua là một đạo phân thân, người còn không có tư cách cùng ta chống lại. Lúc này Diệp Thần thân sau luân hồi chi bàn chuyển động, đúc tinh long thần chiếm cứ thân thể, khí thế vô cùng mênh mông, coi như là đối mặt chân chính Kính Thiên Đế, hắn cũng có thể đối kháng, chớ nói chi là không quan trọng một đạo hình chiếu phân thân. Nếu quả như thật đánh lên đến, Kính Thiên Đế này đạo hình chiếu, ngăn không được Diệp Thần một chiêu. Kính Thiên Đế lắc đầu, nói, luân hồi chi chủ, ta vẫn chưa muốn cùng ngươi vạch mặt. Hắn nhìn một chút dần dần bị luân hồi chi bàn nghiền nát Cửu Thiên Sát, ngươi muốn giết Cửu Thiên Sát,
ta không có ý kiến, nhưng trên người hắn ám hồn thiên thạch, người nhất định phải giao cho ta. Cửu thiên sát sinh tử, kính thiên đế hoàn toàn không quan tâm, hắn quan tâm, chẳng qua là ám hồn thiên thạch. Đó là hắn chế tạo thiên kiếp thần chiếu kính cần thiết tài liệu. Người mong muốn ám hồn thiên thạch, cho ta cái lý do. Diệp thần lãnh đạm nói. Kính thiên đế nói, nếu như ngươi không muốn vạch mặt, tốt nhất vẫn là đem đồ vật trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp thần cười ha ha, đạo thật có lỗi, này ám hồn thiên thạch, đã bị ta người luyện hóa. Tiếng nói vừa ra, diệp thần trong cơ thể huyết quang nở rộ, một đầu cự long gầm thét vọt ra, dương nanh múa vuốt, toàn thân nhảy lên thiên kiếp lôi đình hào quang, chính là huyết long. Huyết long luyện hóa đại lượng ám hồn thiên thạch, hấp thu đại lượng thiên kiếp thiên tai năng lượng, khí tức trực tiếp liền khôi phục lại, lúc này hiện thân mà ra, quả thực là khủng bố, vừa xuất hiện liền nổ nổi lên cuồn cuộn gió lốc lôi điện, dung chuyển thiên vũ thương vân. Bất quá huyết long khí tức, so với trước đây, cũng không có cái gì tiến bộ, bởi vì lúc trước nó, tu vi khí tức liền đến đỉnh, tương đương với đỉnh cấp thiên đế, đã đến không không lúc nào không bình thường hệ thống tu luyện đỉnh điểm, nếu như không có siêu đại cơ duyên, nó là không thể nào lại tiến bộ. Đỉnh cấp thiên đế, tiến thêm một bước, cái kia chính là siêu phẩm thiên đế, đã vượt ra khỏi không không lúc nào không bình thường hệ thống tu luyện phạm trù. Nghĩ chứng đạo siêu phẩm thiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy, nhớ ngày đó Nhậm Phi phàm chứng đạo siêu thiên thời điểm, đều là chết qua một lần, nếu như không có luân hồi sách cải biến kết cục, Nhậm Phi phàm đã sớm hy sinh vì đạo đã chết đi. Huyết Long nghĩ chứng đạo siêu thiên, vậy dĩ nhiên cũng là vô cùng chật vật sự tình. Chẳng qua hiện nay nó, thực lực khí tức cùng đỉnh cấp thiên đế sánh vai cùng, hiện thân ra tới, chiếm cứ tại Diệp thần trên thân, nhân long khí tức tương dung, gió lốc nổ tung, quả thực là khủng bố. Vạch mặt liền vạch mặt, kính thiên đế, ngươi cầu chân thân hàng lâm xuống đi, chúng ta hôm nay liền hảo hảo đấu một trận. Diệp thần nhếch miệng cười cười, hắn lúc này, khí thế quá rộng rãi, đúc tinh long thần cùng huyết long song long hội tụ, lưng sau luân hồi chi bàn kim quang nở rộ, uy thế thao thiên, hắc ám biên hoang bầu trời, đều bị hắn cuồng bạo khí thế đánh xuyên qua, nguyên bản khói mù bầu trời, xuất hiện một cái trong suốt hang, vũ trụ tinh nguyệt hào quang ở trong đó hiển hiện, cùng hắn hòa lẫn. Kính thiên đế thấy Diệp thần như thế dáng vẻ hung mãnh, triệt để chấn kinh, lại là sợ hãi, hắn biết coi như mình chân thân buông xuống, cũng không có khả năng địch nổi Diệp thần, hắn lạnh lùng nói ra. Luân hồi chi chủ, ta không đánh với ngươi, bất quá ngươi cướp đi ta ám hồn thiên thạch, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Dứt lời, kính thiên đế tế ra một khối tấm gương mông lung, cũng không phải là chân thực, mà là một đạo khái niệm pháp tướng. Là vĩ đại kỳ quan pháp tướng. Đây là kính thiên đế chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, thiên kiếp thần chiếu kính. Lốp bốp, thiên kiếp thần chiếu kính vừa ra, trên gương liền có cuồn cuộn lôi điện gió lốc bùng nổ, cùng huyết long trên người thiên kiếp khí tức, hoàn toàn là giống nhau. Ông, kính thiên đế thôi động thiên kiếp thần chiếu kính, một đạo thiên lôi kính quang bắn ra, nhưng cũng không là công kích Diệp thần, mà là công kích Diệp thần chỗ bố trí kiếm trận phong tỏa. Đứng sừng sững ở phủ thành chủ chung quanh thiên quỹ pháp nghi kiếm trận, cái kia từng thanh thân kiếm khổng lồ, lọt vào kính thiên đế thiên lôi kính quang chiếu rọi, trong chốc lát đập tan băng diệt. Diệp thần bày ra kiếm trận phong tỏa, mặc dù kiên cố nghiêm mật, nhưng cũng ngăn không được kính thiên đế thiên kiếp thần chiếu kính nhất kích, dù sao đó là vĩ đại kỳ quan. Tại phá hết kiếm trận phong tỏa về sau, kính thiên đế biểu lộ y nguyên lạnh lùng, thân thể thoáng qua, liền trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Cũng không có cùng Diệp thần giao chiến ý nghĩ. Kính thiên đế rời đi, cửu thiên sát bị luân hồi chi bàn nghiền nát, hắn phong trần chi địch, rơi xuống Diệp thần trong tay, hết thảy ám hồn thiên thạch bị huyết long hấp thu, từng cảnh tượng ấy, phủ thành chủ bên ngoài rất nhiều đám vệ binh, tự nhiên là toàn bộ thấy được. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp thần, lúc này Diệp thần, khí thế vô cùng minh mông rực rỡ, căn bản không ai dám tiến lên khiêu chiến, chớ nói chi là cho cửu thiên sát báo thù. Không ít người thân thể phát run, thậm chí muốn cho Diệp thần quỳ xuống. Trong toàn trường, vẫn còn có chút cường giả, đầu não miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, một tên vệ binh tướng lĩnh hướng về phía một cái tiểu nữ hài quát. Mạt Lị, đi cho thành chủ đại nhân báo thù, giết luân hồi chi chủ. Toàn trường người bên trong, chỉ có thể bỏ qua Diệp thần uy nghiêm người, chỉ có một cái. Đó là một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, nàng hai tay dâng cái đùi gà gặp.
miệng đầy là dầu, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám, nàng cũng là hoàn toàn không quan tâm. Nàng chính là đấu chiến thần chuyển thế. Mạt Lị nghe được có người đang kêu nàng, ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, còn là một bộ hồ đồ mờ mịt bộ dáng. Nhanh, nhanh đi giết hắn. Vệ binh kia tướng lĩnh thúc giục nói. Mạt Lị dò xét Diệp Thần liếc mắt, nàng mặc dù hồ đồ, nhưng đầu óc rất thông minh, nhìn thấy Diệp Thần song long hội tụ sục sôi khí thế, nàng cũng biết lợi hại, lắc lắc đầu nói, không đi, ta đánh không lại đây. Vệ binh kia tướng lĩnh vội vàng nói, Mạt Lị cô nương, ngươi nếu không giết hắn, chúng ta liền toàn bộ muốn bị hắn giết chết. Mạt Lị ngẩn ngơ, lông mày khẽ nhíu một cái, có chút xoắn suýt cùng bất đắc dĩ bộ dáng, nói, được a. Nàng ném mất gặm sạch sẽ đùi gà xương cốt, xoa xoa tay, nhanh chân hướng Diệp Thần đi đến, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng kêu lên. Trái tim của ta, nhảy lên đi. Mạt Lị tiếng nói vừa ra về sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy giữa đất trời, bỗng nhiên thổi lên kinh thiên gió lốc, mây đen gào thét, lôi minh nổ tung, sau đó không biết từ chỗ nào vang lên một cỗ to lớn tiếng tim đập. Phanh phanh, phanh phanh, thiên địa đang chấn động. Không hiểu tiếng tim đập, chấn nhân tâm phách, theo trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến. Bên trên bầu trời, xuất hiện thiên đạo khối Rubik hư ảnh, tinh hồng chi sắc cởi tận, hiện ra thiên đạo bản sắc, thương lam khối Rubik lộ ra rộng rãi trật tự cùng nhịp điệu, từng đạo thủy tinh giống như hào quang hạ xuống tới, đó là thiên đạo chân quang, là thuần túy nhất thiên đạo năng lượng. Xoạt, xoạt, từng sợi thiên đạo chân quang, chút xuống xuống tới, rơi vào Mạt Lị trên thân. Nàng chỉ một thoáng đạt được thiên đạo vô tận minh mông chúc phúc, trên thân xuất hiện kinh người lại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, chỉ gặp nàng từng bước sinh hoa, mỗi đi ra một bước, dưới chân liền sinh ra từng đóa hoa nhài, mùi thơm ngát thấm người, trong cánh hoa hồ điệp bay lượn, trông rất đẹp mắt. Nàng non nớt thân thể, bắt đầu lớn lên, theo một cái tiểu nữ hài bộ dáng, cấp tốc trưởng thành một cái thành nữ, tư thái tinh tế mà uyển chuyển, nhu thuận mái tóc đen dài áo choàng. Bẩn thỉu làn da trở nên vô cùng trơn bóng trắng nõn, trên đỉnh đầu mang theo một cái vương miện. Trên người nàng cái kia bẩn thỉu áo vải, cũng bị một bộ hoa lệ tươi đẹp váy bào thay thế, hai tay mang theo dệt tơ bao tay trắng, nhất cử nhất động đều là vô cùng ưu nhã, như phong hoa tuyệt đại nữ vương, nhưng nét mặt của nàng, vẫn là hồ đồ mờ mịt bộ dáng, tựa hồ cũng không biết, trên người mình xuất hiện biến hóa, kinh người đến mức nào. Nữ vương dáng người, hài đồng hồ đồ biểu lộ. Dung hợp lại cùng nhau, lộ ra một cỗ nói không rõ, không nói rõ cổ quái ý vị. Đúc tinh long thần thấy được nàng bộ dáng này, vô cùng kinh hãi nói ra cổ quái, cổ quái. Nàng không phải đấu chiến thần chuyển thế. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, nói cái gì? Hắn nhìn chăm chú Mạt Lị, trước đây tại Mạt Lị trên thân, hắn còn có thể cảm nhận được đấu chiến thần nhân quả gợn sóng, nhưng bây giờ, là hoàn toàn không cảm giác được một giờ rồi. Mạt Lị cả người, tại thiên đạo chúc phúc dưới, tựa như liền là thiên đạo hóa thân, khí tức so với đấu chiến thần, còn kinh người hơn khủng bố rất nhiều, như chí cao vô thượng nữ vương, nàng cất bước hướng Diệp Thần đi tới, từng bước tới gần, cái kia cỗ cường đại khí chẳng uy thế, giống như là thiên đạo đích thân tới, nương theo lấy giữa thiên địa không ngừng chấn động phanh phanh tiếng tim đập, uy áp quá mãnh liệt. Diệp Thần cơ hồ muốn nghẹt thở, mà ở đây nhật nguyệt hồn thành đám người. Thấy Mạt Lị xuất hiện như thế biến hóa kinh người, cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn trước kia rõ ràng cũng chưa từng gặp qua Mạt Lị như vậy tư thái. Mạt Lị trong tay, hiện ra một thanh dài nhỏ lạnh lẽo cứng rắn kiếm, thẳng tắp đâm về phía Diệp Thần. Trên mặt nàng biểu lộ, vẫn là hồ đồ bao la mờ mịt bộ dáng, nàng muốn ám sát Diệp Thần, không phải là bởi vì phẫn nộ cừu hận cái gì, chỉ là người khác tại mệnh lệnh nàng, cho nên nàng làm theo. Diệp Thần dùng mình. Lúc này hắn song long hội tụ, dung hợp đúc tinh long thần cùng huyết long lực lượng, coi như là đối mặt đỉnh cấp thiên đế, đều có thể đối kháng, nhưng đối mặt Mạt Lị nhất kiếm, hắn lại là cảm nhận được vô tận nguy hiểm, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn có khả năng khẳng định, nếu như mình bị Mạt Lị nhất kiếm đâm trúng, chỉ có chắc chắn phải chết xuống tràng, thậm chí không thể phục sinh. Mạt Lị trong kiếm ý, đúng là mang theo thiên đạo uy áp, nàng như là chấp trưởng thiên đạo nữ vương. Tại thiên đạo áp chế dưới, Diệp Thần coi như chấp trưởng tinh không thần trì, cũng không có khả năng sống lại. Tiểu cô nương này, đến cùng lai lịch gì, lại khủng bố như thế.
Diệp Thần con ngươi 10 điểm ngưng trọng, hắn trước kia còn tưởng rằng, Mạt Lị chẳng qua là đấu chiến thần chuyển thế, đây đã là vô cùng kinh người, nhưng hiện tại xem ra, Mạt Lị thân thế, rõ ràng còn muốn càng kinh khủng, nàng thế mà liền thiên đạo pháp tắc lực lượng, đều có thể nắm giữ. Đối mặt Mạt Lị nhất kiếm đâm tới, Diệp Thần chỉ có thể lui lại, trong lòng kêu gọi tên Nhậm Phi Phàm. Mạt Lị nhìn thấy Diệp Thần lui lại, lại dừng bước không truy, nhẹ nhàng nôn tiếng nói, người sợ chết sao? Diệp Thần nói nhảm. Mạt Lị lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói, ta cũng sợ chết, người chết, dễ chịu ta chết. Dứt lời, nàng lại lần nữa huy kiếm đâm về phía Diệp Thần, mang theo kinh thiên thiên đạo uy áp. Diệp Thần tê cả da đầu, chỉ cảm thấy Mạt Lị một kiếm này, thật sự là khó mà ngăn cản. Tính mạng của hắn, lập tức treo ở nhất tuyến. Đạo thiên kiếm, buông xuống đi. Sống chết trước mắt, Diệp Thần toàn lực bùng nổ, vung tay lên, liền gọi ra đạo thiên kiếm. Không phải tiểu đạo thiên kiếm, mà là chân chính vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 554.